Hả? Dạ bắt con cúng nó giùm em nha. Ôi, ôi, cúng gì vậy? Ôi là trời, nghĩ sao mà đám cưới người ta mà tặng hoa bằng lăng. Ôi, nhóc. Được rồi, nếu không thích hoa bằng lăng, Xiên Xiên à, anh vẫn còn món quà khác để tặng em. Quà gì? Anh sẽ tặng em một bài hát. Bài hát này là những gì anh muốn nói với em. Trong lời bài hát nhắc đến tên em đó Xiên Xiên à. Và đặc biệt, bài hát này rất vui. Vui không? Bao vui. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh. Anh trời, hết rồi. Gió bấc về sáng sớ những bụi chuối sao hè. Anh muốn gặp nhân vật chính. Em chính nè anh. Ý anh là nam chính, còn em là nữ hề, bước vô. Nam chính bước lên. Tôi mời nam chính bước lên một bước. Nam chính là sửa mũi bước xuống một bước. Bây giờ nam nào mặt xấu đứng lại, nam đẹp bước lên. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi bây giờ nói vậy cho dễ hiểu nè. Cái nam chính nào mà vừa rớt hai vòng trước bước xuống. Sao Lâm à, tôi hỏi anh nè, có phải hôm nay anh là chú rể đúng không? Đúng. Tại sao em lại chọn Lâm mà không chọn anh? Anh cũng là Lâm mà. Lâm gì? Lâm Thắng. Anh ơi, Lâm này quán quân, còn Lâm này chưa chắc. Còn mấy đứa làm gì vậy? Ghim. Sao vậy? Dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lâu. Thôi đi chị Hữu. Tiếng gì vậy? Chị Hữu bể rồi đó. Gió bất về sát sơi những mùi chuối sao hè. Mọi người làm gì nữa vậy? Lại lạnh. Thôi, không khí có lạnh hay không là do bản thân tụi mình thôi. Mọi người ơi, hãy thắp nóng không khí lên nào. Thắp nóng hay không là do mày đó, không ai kéo nổi đâu. Tao biết rồi. Thôi đi, anh đừng có làm khùng làm điên ở đây nữa. Chẳng lẽ em đã quên hết tất cả gì sao? Quên gì? Em đã quên đi kỷ niệm của chúng mình. Cái kỷ niệm mà anh đã từng cho em ăn trứng đó. Trứng gì? Để một nhành cây trứng cá. Để khi vô trường chia trái cho em. Hương trái mê. Thôi! Anh có biết là sau cái lần hôm đó tôi bị bộ thuật không? Hả? Rồi sau đó em đã bỏ làng thật xa đi mãi không về. Em còn nhớ cái mùa đó là mùa... Nhớ mùa chôm chôm trước. Mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Đình bên đã khiến xuôi sắp đặt chuyện tình cờ không hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Dạ chôm chôm thối chôm chôm mẹ đi cho em mua chôm chôm không? Chôm chôm nhiêu ký vậy? Dạ 50.000 một ký. Lấy anh một ký. Dạ nè. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Em diễn tiếp đi, anh làm cố vấn. Rồi, sau khi ảnh bỏ đi, em chạy thật nhanh. Bất chợt, một cơn mưa ập xuống. Em ướt rồi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Lẹ lên em ướt rồi nè. Trời sắp đổ cơn. Em biết rồi nhưng mà ướt em rồi. Sao nè. Sao em còn đứng mãi? Em ướt rồi. Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh?
xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa màu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, dễ chìm vào trong bể dâu. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm thêm vui. Đó là lý do em không thể nào yêu anh được. Chẳng lẽ em chỉ vì một cây dù, một trái chôm chôm mà em bỏ rơi anh hay sao? Đúng. Suốt cuộc đời xuyên xuyên không bao giờ bên mày đâu. Đúng. Anh nói cái gì vậy? Anh cũng dấp dáp như tôi thôi. Anh im đi. Tao quên. Thôi đi, đừng có dành mặt vô trên sân khấu nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Xuyên xuyên à, em đừng nghe anh ta, em đừng nghe anh ta. Em phải tin anh đi, tình cảm của anh dành cho em là tất cả anh ta không thật lòng với em đâu. Im đi. Sao mày biết tao không thật lòng? Tao nói cho mày biết, nãy giờ tao làm cái trò này không phải tao là chú rể đâu. Chứ mày là ai? Anh tao... anh họ của tôi. Anh họ của em? Đúng. Đúng. Vậy còn chú rể là ai? Nhìn nè. Hey. Xiên xiên à, em lấy Hứa Văn Cường sao? Không, tôi là Dương Cường, đại lý kêu giáo chuột. Nè xiên xiên, anh hỏi em, anh ta có gì hơn anh hả? Em nhìn đi, ngoài cái trừ cái là anh đẹp hơn anh ta cao hơn anh, to con hơn anh, học giỏi hơn anh, thông minh hơn anh, sáng sủa hơn anh, có gì hơn anh nữa không? Mày nói một hồi nó hơn mày hết. Anh chấp nhận anh thua anh ta. Nhưng trước khi anh đi, anh có điều muốn nói với em xuyên xuyên à. Xuyên xuyên. Vì anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, tặng em nhẫn cỏ, hú hồn em chơi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh ơi, nhẫn cỏ em đeo không có hợp. Em quen đeo hộp xoàn rồi. Em quen đeo hộp xoàn rồi hả? Dạ. Vậy thì em lại đây em chơi đeo hộp xoàn. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Anh ơi cứu em. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao không lấy được xiên xiên thì cũng đừng thằng nào lấy được xiên xiên của tao. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tao nói tao biết, trong cái vỏ qua đó tao đầy bơm trong đó đó. Cái gì? Anh đừng làm bậy nha. Anh ơi, mọi người ơi chạy hết đi. Em không sao đâu, chạy hết đi mà. Chạy đi. Chạy đi, đổ bơm bây giờ. Chạy đi. Chạy đi. Anh à, thả xiên xiên ra đi. Tôi sẽ làm con tin thế cho xiên xiên. Mày thấy xiên xiên à? Ừ, được, qua đây. Qua đi anh. Thả xiên xiên đi. Rồi, qua đây. Ừ, bắt tôi đi. Được. Anh Cường. Xiên xiên. Anh Cường ơi, không phải đồng chí cả. Mày nghĩ đại tao hả? Chạy đi xiên xiên. Được rồi, vậy thì hôm nay tao với mày sẽ ôm nhau chết chung. Ê, khoan. Hả? Tao rất yêu mày nó chết chung gì vậy? Ừ, đúng rồi. Đi thả tôi ra đi. Thả đi ba. Đi qua, thả đi em. Đi qua đây. Dạ, dạ. Thả xiên xiên của tôi ra. Thả xiên xiên của tôi ra. Mày thật là thông minh đấy Dương Cường à. Thả xiên xiên của tôi ra đi. Thả xiên xiên à? Ừ. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta cùng ôm nhau chết chung đi. Vĩnh biệt. Có gì đâu, tại vì anh thấy em làm đám cưới mà không mời anh sợ là em sẽ lấy nhầm người chồng không tốt, người ta sẽ đối xử không tốt với em. Chính vì vậy mà anh muốn qua để thử lòng anh ta. Nhưng trải qua chuyện này, anh tin chắc là anh ta người tốt. Thấy em hạnh phúc như vậy là đã đủ vui lắm rồi. Anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mười, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ghé. Vâng, và xin chúc mừng cho thí sinh 5 tháng đã hoàn thành xong bài dự thi của mình.
Lâm Thắng ơi, em có một cái gương mặt gọi là gương mặt ưa nhìn á. Lúc nào chị cũng sợ là em lép vế hết, nhưng mà hoàn toàn không có. Em không có bị cương, em rất nhẹ nhàng, từ tốn. Mà cái kiểu của em á là càng lâu là càng thấm á. Rất là khó cho người giữ cái lửa sân khấu để đi suốt. Mà em là người rất bình tĩnh. Những lần mà em thành công đều là nhờ tất cả các bạn hỗ trợ. Tôi không biết sau này một mình em ra như thế nào. Các bạn thấy là đây là cái minh chứng cho cái việc mà với một cái dạng giả định á, mà các bạn diễn đồng bộ á, thì nó sẽ tạo cái áp phê kinh khủng lắm. Dễ chịu vô cùng. Thắng có duyên lắm luôn á. Em tự tin vô cùng. Thành ra là Thắng phát huy cái tự tin của Thắng. Tuy nhiên cái tiểu phẩm vừa rồi giá mà đó, các bạn lật ngược lại một chút xíu nữa là chính cô dâu cổ là người thử em á, để cuối cùng á là cái đám cưới của cô dâu đó với em, thì cái tiểu phẩm nó dễ thương ha, nó tròn trịa đúng không? Lúc mà cô dâu chạy vô hả chị Vân ha, cô dâu chạy vô cái nó biết ông ra da, chú rể là ai không? Anh họ tôi luôn á, trời sao gia đình em hả? Anh họ nhiều quá vậy. Vậy chú rể thiệt là ai? Đó hỏi thêm lần nữa thôi, là anh với là ai nữa? Xong rồi tưng bừng ra đây, ô vui lắm rồi, là cắt cái bánh đó cho tụi em luôn. Số điểm của Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Tụi bay, dạ, đi tìm đại ca cho tao. Anh, nhanh lên. Cái gì? Thằng bán kẹo kéo. Ây da, tôi kêu mày kiếm đại ca, mày kiếm thằng kẹo kéo làm cái gì? Không phải, cái thằng bán kẹo kéo này nè. Sao lại kiếm đại ca? Trời. Nhiều khi anh mong một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng yên nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, không thể ngăn lời, cũng không thể để cho giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn nữa, để có thể ngắm em trong vòng tay âu yếm. Cả nguồn sống phút chốc tu bé lại chỉ bằng một cô gái yêu kiều. Thấy anh dân xe lặng lẽ kề bên, không nắm tay những đường chung mãi mãi. Ánh mắt anh bây giờ hồn nhiên đến lạ thường, anh hồn nhiên đến lạ thường. Trời đất ơi, hay quá, hay quá. Dạ chào bà. Cậu trai trẻ, nãy tôi đi ngoài kia rồi tôi nghe cậu hát tôi mê quá chừng à. Dạ vậy hả bà? Trời, cậu bán kẹo kéo hả? Dạ con bán kẹo kéo. Bán cho tôi 50 cây. Ủa 50 cây? Ủa bà ơi, bà sao bà ăn kẹo kéo 50 cây nhiều dữ vậy bà? Ôi cậu đừng có lo, tôi có nguyên một cái phái đoàn đang đợi tôi ngoài kia kìa. Ủa vậy hả? Ủa cái phái đoàn của bà đi đâu vậy? Tụi tôi đi du lịch xuyên Việt. Bà, đi du lịch xuyên Việt á là bà phải coi dự báo thời tiết nha. Thời tiết bây giờ là thất thường lắm, trái gió trở trời là bệnh đó bà. Đúng rồi hen, cậu nhắc thì tôi mới nhớ, mà tôi chưa có coi dự báo thời tiết. Mà cậu, dự báo thời tiết này nó ra là sao? Dạ thưa bà, bao thời tiết đêm nay và ngày mai nắng nhiều hơn mưa rào. Hà Nội nhiều mây, Hà Giang nhiều nắng, Lạng Sơn Cao Bằng Hải Phòng nhiều mưa. Qua tới miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, không khí ôn hòa, không có mưa nhiều. Về miền Tây, Vĩnh Long trời đẹp lắm, ghé miền Nam Sài Gòn nhớ tôi cười xuyên Việt nghe. Trời đất ơi, cậu trai trẻ, cậu hay quá. Dạ. Tôi thích nghe Bolero lắm á. Mà cậu hát dự báo thời tiết bằng Bolero luôn. Trời
ơi, số 1, số danh, số danh. Dạ, dạ, hay luôn hả bà? Bà đợi tí con lấy kẹo kéo cho bà. Rồi, rồi, tôi trả tiền nè. Dạ. Rồi, đây nè. Rồi. Dạ, cảm ơn bà. Rồi, không có gì, không có gì. Bạc Sa nó thắng. Tôi đã nói với ông là Rian thắng mà. Bạc Sa nó thắng. Tầng Rian mà. Tôi thấy cái gì đi bóng vô. Hai ông nghe không? Phải hai ông đang bàn luận về cái trận đá banh Bách Sa Rê Anh ngày hôm qua không? Ờ đúng rồi. Con có coi nha. Ồ có coi hả? Dạ coi. Vậy kết quả cuối cùng sao? Dạ kết quả như thế này. Chiều hôm nay Bách Sa gặp Rê Anh, trận đại chiến kinh hoàng. Tiếng còi vang lên, Rê Anh được phạt bóng tiến nhanh lên khung. Nào ngờ đâu thủ môn chụp xuất sắc cú đánh đầu của Ronaldo, thế trận bất ngờ nghiêng về đội khách. Real không kịp trở tay, Messi dẫn banh vượt qua hàng rào chắn, chuyền cho Việt Hương. Việt Hương đánh đầu tỷ số là 1-0. Vậy cuối cùng là Việt Hương ghi bàn hả? Ủa vậy tối qua ông không có coi hả? Ờ tôi đi ngủ. Còn ông? Ngủ chung với ông mà. Trời ơi, hai ông ra đây bàn như đúng rồi, tưởng gì hai ông đi ngủ. Trời ơi, thôi thôi nè, bây giờ đi lẹ nè, cứ bàn nó banh nó bóng hoài à. Trời đất ơi. Cảm ơn mấy ông bà nhiều lắm nha. Cà có mấy bài mà bán được nhiều anh ghê. Anh ơi, bán cho tôi cây kẹo kéo đi. Dạ dạ dạ, kẹo kéo có liền nè chị. Dạ. Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. À, cô ơi, cô có tin tiếng sét ái tình không? Tôi có tin. Tôi cũng tin vậy á. Tặng cô nè. Tặng cho tôi hả? Tặng hai cây luôn á. Tôi lấy nhưng mà tôi trả tiền cho anh nè. Thôi tôi không lấy đâu. Thôi anh buôn bán mà anh phải cầm tiền đi chứ. Tôi tặng cho cô á, tôi không lấy đâu. Thôi anh cầm đi. Bây giờ lần này là tôi lấy thôi nha, chứ lần sau cô mua nữa cô cũng phải trả tiền đó. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Dạ nha. Chào cô nha. Ôi hôm nay vừa bán được mà vừa gặp được người con gái dễ thương nữa. Bây giờ kiếm chỗ khác bán, chắc chắn là sẽ bán được nhiều. Đứng lại em ơi. Đứng lại luôn đi mày. Biết địa bàn của ai không mà ở đây bán kẹo kéo? Dạ, dạ, em xin lỗi em không biết. Thôi để em bán chỗ khác nha, em đi bán chỗ khác nha. Ê, tôi tới đây không phải là để đuổi cậu đi. Tôi tới đây là nhờ cậu giúp cho tôi một chuyện. Em giúp được cho anh gì anh? Nè. Ôi, sao anh có hình của em vậy? Đây không phải là hình của cậu. Đây là hình của thằng đại ca tôi. Ổng mất tích lâu lắm rồi, cho nên tới đây tôi nhờ cậu đóng thế ổng để gặp một ông chùm xã hội đen. Nếu không băng nhóm của tôi sẽ bị tiêu diệt. Anh, cái nhiệm vụ này nó có nguy hiểm lắm không anh? Rất nguy hiểm. Không có giống. Em đâu có giống đâu. Cái mặt em bún ra sữa, còn cái mặt ông này bún ra gâu nè, thấy không? Nó không có giống, không có giống. Thôi em xin lỗi nha, em không giúp được gì hai anh nha, em đi bán anh nha. Bán cho em Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ, sân ga. Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa. Thấy giống ghê chưa? Giống quá anh. Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ, sân ga. Mày điên không mày? Trời ơi anh ơi, cái tấm hình nó có một sức hút ghê gớm. Sức hút gì tào lao? Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ. Xé tấm hình này liền cho tao. Không muốn thấy tấm hình này nữa. Sao? Rất là giống, cậu có giúp tôi không? Nhưng mà anh ơi, nếu mà giúp anh là em có được thêm gì nữa không anh? Tất nhiên giúp tôi cậu sẽ có rất là nhiều tiền. Đem vali tiền ra đây. Nè. Dạ. Tôi quen biết em giữa một nơi thật tình cờ,
sân. Sao tao cũng tắm bằng nào hết trơn vậy? Dạ em sợ mất á nên em rửa hơi nhiều. Tào lao không à? Thấy nhiều tiền chưa? Dạ quá trời tiền luôn. Chịu giúp không? Dạ giúp. Nhưng mà nếu mà giúp á thì em không có biết gì lại làm đại ca đâu nha, anh phải chỉ cho em nghe. Yên tâm, còn 5 tiếng đồng hồ nữa mới gặp nó. Trong thời gian đó tôi sẽ chỉ cho cậu biết thế nào là một đại ca. Xin chào tất cả các anh chị em giang hồ năm 2017 nha. Yeah. Và ngày hôm nay đó quý vị và các bạn ơi, đó chính là cái ngày mà phân chia cái địa bàn hào sữa này sẽ thuộc về ai. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời hai băng nhóm. Băng nhóm đầu tiên chính là băng nhóm Mù Tát. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, băng nhóm Mù Tạt là nhìn đi ra một người như vậy thôi, nhưng phía trong còn rất đông anh em. Chúng tôi không thể nào kêu ra đây được bởi vì sợ chật. Và bây giờ xin mời nhóm Muối Tiêu Chanh. Vâng, kính thưa quý vị, nhóm Muối Tiêu Chanh hiện giờ nó xong tới, tôi sẽ quyết định luôn đi băng hào sữa ngày hôm nay sẽ thuộc về băng nhóm Mù Tạt. Tao tới rồi. Muối thì ít mà chanh nhiều như biển cả vô bờ bến lạ. Nè anh Long, anh là người tới trễ, địa bàn hào sữa này là của tôi. Tới trễ không phải là vắng mặt cho nên vẫn có quyền giành cái địa bàn này. Nhưng mà cái địa bàn hào sữa này trước giờ là của đại ca tôi, của băng đảng Mù Tạt giữ, anh lấy cái quyền gì mà giành? Bởi vì đơn giản, băng nhóm của tao có tao làm đại ca. Còn băng nhóm của mày không có ai làm đại ca. Đại ca của mày đã mất tích trong trận giao chiến với các loại nước chấm khác. Đại ca mày chết rồi. Tao còn sống. Ê, nhảy quá nhảy. Ê, mà không thấy nó ra. Tao chưa ra nữa ba. Trời ơi, anh đưa cái quần gì kì không, anh kéo không có lên nè. Trời ơi, cái quần đó là của con cha hay cha? Ừ, vậy hả? Của tôi. Ê, cho mượn đi. Con dặn ba nè, ví dụ như tưởng tượng thằng này là đại ca, nó mà kêu đại ca chết rồi là ba ra liền, ba đừng có thay quần, hiểu không? Ủa, chết rồi là đại ca liền rồi. Ok, anh xin lỗi. Nhanh, nhanh lên chút xíu cho chậm dữ vậy trời. Anh lấy cái quyền gì mà giành băng nhóm của tụi tôi? Ok, là gì vậy ba? Hồi nãy tao nói cái câu gì quên rồi. Tao mà biết tao, để tao coi lại cuốn kịch bản nó ghi cái gì. Sao nè? Nè, hồi nãy là mày nói là đại ca đã chết trong một vụ hãn chiến chứ cất lại nước chấm khác. Hãn chiến là gì ba? Nó kể trong này ai đánh cô tô sai nè. Sai cái chữ là đúng nha. Tác giả Khả Như là viết cái gì? Thì đó, bởi vậy hồi nãy là ghi nè, đại ca mày đã chết trong một vụ giao chiến với các loại nước chấm khác. Đại ca mày chết rồi đó. Rồi, đại ca mày đã chết rồi. Tao còn sống. Hay quá. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, khi mà đại ca xuất hiện thì tình huống ngày càng căng thẳng hơn. Trời ơi! Con MC ba! Ba bắn thằng MC chi vậy ba? Ủa, cái gì mà hai nhóm gặp con MC nữa? Ví dụ ba bắn mà bắn chỉ thiên hoặc bắn thằng này, bắn thằng MC làm cái gì? Thôi em không cầm súng đâu, thiệt á, em sợ lắm. Thôi ví dụ mà không cầm súng á, thì ra gặp mặt nó, nhìn kiên quyết lên, nói chuyện với nó liền. Mà nói gì vậy anh? Nói những gì ghi trong kịch bản. Đâu? Lạc Hoàng Long, nghe cũng lạnh giò luôn à. Mày nhớ lại đi. Tao nhớ. Ngày xưa tao với mày từng là một đôi bạn rất thân. Tại sao mày lại nhắc cái chuyện ngày xưa của tao với mày? Tại vì tao với mày đã có một tình cảm với nhau sâu sắc lắm. Lúc đó tao là một cậu bé rất nghèo. Lúc đó tao là cậu bé rất giàu. Lúc hai ông này là cậu bé, lúc đó tao đi du học nước ngoài. Ra sân ba chia tay chị em bạn gì đi du học mấy đứa ơi. Đi. Lúc mà tụi nó đi du học nước ngoài, tao ghét với tao mới. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đâm vỡ cây đàn dần đời mà trắng như vôi. Dừng người điên đảo quên lời. Rồi sao nữa? Tôi đã quên lời. Tôi đã quên lời. Mày! Không lẽ gì lúc đó tôi quên lời mà anh tán tôi một cái bóp? Tôi tán anh không phải là anh quên lời, mà tôi tán anh tại vì vừa lúc anh giục cái đàn của người yêu tôi nó tới, anh giục vô mặt nó chết luôn.
Tôi thấy anh buồn quá. Thời điểm đó tôi mới rủ anh đi ăn hột vịt lộn, anh có nhớ không? Nhớ chứ. Lúc đó thằng Khánh đã đi du học, còn má của nó đang ở Việt Nam bán hột vịt lộn. Mấy con ăn hột vịt lộn hả? Dạ, chào cô. Ủa, bác là má thằng Khánh hả? Đúng rồi. Y chang thằng Khánh thôi. Má ông nhận giống con, mà nó còn giống ba nó nữa. Ủa? Ăn cái gì? Dạ, bác ơi, sao bác bán hột vịt lộn mà không thấy đem gì ra vậy bác? Rau găm nè con. Ồ, mà em thấy là đang có hột vịt lộn đâu? Coi hột vịt lộn đâu? À. Hột vịt lộn nè. Ồ, rồi mấy cái này là lông vịt hả? Đừng có suy nghĩ nhiều, trứng này bự hai đứa ăn chung đi. À, được rồi. Bây giờ con ăn với cái gì? Ăn với chấm muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. À, con chấm mù tạt. Chanh. Mù tạt. Kể từ đó, má tôi chết vì thắt dị để đệm. Và tôi với anh đã chạch mặt nhau, nhưng không hiểu lý do gì sao. Tôi cũng không hiểu lý do gì sao. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao lúc đi du học, đêm nào bà cũng hiện hồn về và nói rằng nếu tìm được hung thủ, hãy tóm lấy hắn. Không có tóm, bà tóm nó tao ơi, tóm gì vậy? Tụi bay mới bị điên cái thằng giống. Dạ, đây đây. Mày kêu mày là đi kiếm một thằng làm đại ca, mày kiếm thằng gì mà nó ca chung với thằng này luôn vậy? Ờ. Nói cho mày nghe, đại ca gặp mặt nhau là chỉ có đánh thôi. Là đánh luôn hả? Kêu đàn em ra đánh liền. Ok, ok, ok. Ngộ không? Sư phụ. Tại sao nó lại có tên là ngộ không? Thấy nó ngộ không? Ngộ. Biết tên không? Không. Ngộ không? Ồ. Chi? Dạ. Tại đây. À, à. Tao không tin luôn đó, mày đau giật giả vậy hả? Tao không bị đau bao tử. Ôi trời. Mày đi vô uống nghệ đi. Anh ơi. Cái gì? Em không có quen mấy cái võ thuật mà đánh lộn đâu. Bây giờ anh cho mà em đấu cái gì bằng trí tuệ đi anh. Đúng rồi, trí tuệ đi anh. Đại ca, trong giang hồ mà đấu trí tuệ chỉ có nước là chơi cờ tướng thôi. Mày biết chơi cờ tướng không? Biết. Biết chơi không? Biết luôn. Vậy thì bắt đầu thi đấu cờ tướng. Đánh cờ đi người ơi. Mời huynh. Huynh nhường để đánh trước. Được. Lên xe. Xuống ngựa. Lên voi. Xuống chó. Không tin luôn. Tốt lắm. Lên pháo. Lên chốt. Khóa chốt. Cho mượn chìa khóa. Chi vậy? Mở chốt. À. Đánh đi. Chưa trả chìa khóa sao đánh? Ồ. Trả chìa khóa. Tốt. Lên sĩ. Tiến sĩ. Thạc sĩ. Phó giáo sư. Nghỉ, 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 nghỉ. Ai, 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 nghỉ là thua à? Đánh thua, đánh thua, đánh lại. Là thua đúng không? Thua đó. Đánh tiếp không? Đánh tiếp đi. Phó giáo sư trở lại coi. Lên xe đi thẳng. Lên xe quẹo phải. Quẹo trái. Bọc bùng binh. Đi đi. Đang đợi đèn đỏ. Đợi đèn đỏ cái gì, đang đánh mà, vượt đèn đỏ đi. À, vượt đèn đỏ. Giam xe. Nghỉ, 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 nghỉ. Thằng ừ, lật bàn cờ luôn. Lộn này, lộn này, lộn. Lại đi lộn. À, đi lộn này, lộn nè. Rồi, hay, 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 hay. Chơi, chơi cọc ghê luôn anh. Hồi nãy thấy cái trận đánh cờ tướng của cậu, tuy là rất là nhảm nhí, nhưng mà qua đó tôi thấy được cái sự thông minh ứng biến của cậu. Nếu một chút xíu nữa cậu mà gặp cái thằng đại ca đó, cậu phải thông minh ứng biến như vậy, hiểu chưa? Ừ, dạ. Long đại ca tới. Tới vô liền. Nhớ những gì tôi nói trong kịch bản, hiểu chưa? Dạ. Đi vô. Trời ơi, đi lên, đi lên. Long đại ca tới có gì phải sợ? Nó chỉ là cóc ké, cứ để cho tôi. Tao, tôi sẽ ăn thịt nó luôn. Đừng có giỡn. Em bị đuôi anh ơi, em bị đuôi. Em bị đuôi anh ơi. Chào anh Long. Nè, chú em. Ngày hôm nay tôi tới đây là để lấy đĩa bàn hào sữa này. Tại vì sao? Tại vì đại ca của mày sau một trận chiến với cái loại nước chấm khác, nó đã chết rồi. Anh nói đúng những gì tôi suy nghĩ. Xin lỗi anh, đại ca tôi còn sống. Tụi bay, mời đại ca ra đây. Anh ơi, thằng bán kẹo kéo nó bỏ trốn rồi.
kêu hết toàn bộ anh em kiếm nó về đây cho tao mau lên. Nhưng mà còn anh thì sao? Kệ đi. Dạ. Đâu đại ca mày đâu? Cho dù chết cũng phải giữ cái địa bàn này. Bây giờ một mình tao ở đây nè, tụi bay có bao nhiêu vào đây hết. Trời ơi, nó anh hùng kìa mày. Chơi nó. Tao cho mày chết. Khoan đã. Ai đây? Tao là bạn gái của đại ca Mù Tạt. Sắc nước hương trời. Đại ca Mù Tạt có chuyện muốn nói với mày. Nhìn đây. Chú Long. Chú khỏe không chú Long? Anh Râu, anh chưa chết hả? Sống. Tôi còn sống được trơn mà. Sở dĩ bây giờ tôi mất tích á là tôi bận đi du lịch. Tôi đang âm thầm tìm một cái cách để phát triển băng nhóm Mù Tạt của tôi. Nhưng mà tôi nghe nói nhà chú lộng hành lắm. Chú muốn chiếm luôn cái băng nhóm của tôi hả chú Long? Dạ đâu có anh đâu. À, em thấy địa bàn của anh không ai bảo quản hết. Em qua em giúp giùm anh. Tôi cho chú 5 phút để rút lui. Bằng không tôi sẽ xóa sổ băng nhóm của chú. Còn chú? Dạ. Tụi mày! Dạ. Che tao lại. Còn mày, nhớ lau sàn nghe chưa? Về! Đi thay quần lẹ lên. Mày có chừng. Chị hai, trời ơi, chị là bạn gái đại ca hả? Trời ơi, lúc đầu em nhìn chị em không có biết. Chị ơi, đại ca còn sống mà chị. Rồi còn sống đúng không? Đại ca đâu? Đại ca đây. Đại ca. Gớt gâu rồi, kẹo kéo, gớt gâu rồi. Ủa là sao? Trời ơi. Ủa anh vậy, ơi. Cái clip là tôi làm á. Trời, tại vì tôi có cái suy nghĩ là nếu như bây giờ á, tôi đi ra đây, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tại vì chắc chắn sẽ đấu đá với nhau. Bằng không giờ mình ở nhà, mình cứ ngồi ở trong đó, tôi mượn đồ, tôi mặc vô, tôi quay cái clip đó, bảo đảm nó tin, nó bỏ đi liền. Phải sợ đại ca anh chứ. Đúng không? Giỏi lắm. Dạ. Tôi không ngờ anh thông minh như vậy. Dạ. Cảm ơn anh. Cái mà tôi quý anh nhất là cái khúc mà anh cầm cái súng anh bắn vô cái điện thoại. Đó. Nổ cái đùng, thằng kia nó sợ nó chạy đi luôn. Đúng rồi, bắn bể điện thoại luôn. Thì tin rất tốt. Dạ. Điện thoại ở đâu vậy? À, cái điện thoại đó, cái điện thoại của em là nó đang nằm ở. Bỏ qua hết. Dạ. Quan trọng là anh đã giúp đỡ băng nhóm Mù Tạt của tôi. Dạ. Giỏi lắm. Dạ, cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ lời hứa, đưa cho anh cái vali tiền. Tụi bay. Dạ. Số tiền này thuộc về anh. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi mới là người cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn cô. À, cô ơi, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Sao cô biết tôi ở đây mà cô tới để hỗ trợ tôi vậy? Thật ra tôi rất là thích giọng hát của anh. Mỗi lần mà anh đi bán kẹo kéo ở đâu á, tôi cũng hay lén lén đi theo để nghe lắm. Bởi vậy á, lúc mà hai người đó đưa anh tới đây nè, tôi cũng lén đi theo luôn á. Vậy hả? Ai dè, anh đi vô đây làm chuyện nguy hiểm vậy. Mà anh cần nhiều tiền lắm hả? Tôi cần nhiều tiền, nhưng mà không phải là tôi cần cho tôi đâu. Thật ra cô biết không, ước mơ của tôi á là mở nguyên một cái câu lạc bộ nha, để tới đó giao lưu bolero, để cho những người có hoàn cảnh nghèo á, họ có thể tới đó giao lưu bolero, xong rồi họ có thể tập hát dùng cái bolero để kiếm sống công việc mưu sinh của họ đó cô. Thiệt hả? Thiệt. Vậy khi nào á anh mở cái câu lạc bộ đó, anh nói với tôi nha, cho tôi phụ với anh ha. Cô nói thiệt không? Tôi nói thiệt. Cảm ơn cô. Vậy tôi đi trước nha. Một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Tuấn Anh đi nào. Và
bây giờ là dành với chị Vân nói trước luôn. Ý tưởng thông minh đặt để được những cái giỏi của cái người diễn viên này vô từng tình huống, khôn khéo lồng ghép luôn ban giám khảo vô đó. Từ đó tới giờ tôi mơ ước đá banh lắm, bị cái chân tôi không bao giờ đụng được tới trái banh hết, mà em đã đưa tôi vô và sút được vô trong lưới khung thành của đối thủ được một trái luôn. Em hát rất là hay, chỉnh chu, hợp lý, thông minh, cho nên em có 10 điểm. Dạ, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương, cô Hồng Vân. Tôi cảm thấy là tôi rất là sung sướng và rất là đã. Bữa nay chủ đề bolero vô kịch đúng không? Thì của em là đúng nhất từ đầu tới bây giờ. Đưa vào tình huống rất là đúng, rất là ngọt. Cười có, lãng mạn có, rất là đã. Và cũng không nghĩ là Tuấn Anh diễn chung với một cái dàn bạn diễn đã cọ sát rất nhiều mà em chả có lép một tí xíu nào hết á. Mà gần như đây là một khối, các em diễn một vở kịch, đem một cái tác phẩm nghệ thuật đến cho người xem, chứ không phải là tụi em đang thi. Đó là cái cảm giác của tôi. Cái bolero mà hôm nay mà Tuấn Anh lại đưa nó vô được cái màu mà xã hội đen, không tin luôn. Dễ thương ha con ha. Dạ quá trời là dễ thương. Cảm ơn Tuấn Anh về tiết mục quá hay, học hỏi rất nhiều ở tiết mục này. Kịch bản quá là thông minh á, kịch bản quá. Dạ, kịch bản thông minh. Mấy bạn đó tự thông minh lắm luôn á. Dạ. Và xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo cũng như là bốn cố vấn của chúng ta. Tuyển chồng cho con gái của ổng hả? Chạy, chạy đi. Đừng lại. Nè nè nè, mọi người làm cái gì vậy hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày mà con gái tao tuyển chồng là mọi người bỏ đi hết vậy, trong khi đứa con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi? Cái gì vậy? À, thì 28 tuổi. 38. Ờ rồi 38, được sự chấp nhận của già làng. Mà già làng trong buôn làng này là ai? Là ai? Là ông. Đúng rồi, là ta. Nên hôm nay ta có mặt ở đây để kiếm cho nó một tấm chồng đem về ở chung với nhau. Con ông xấu ơi là xấu, nghĩ sao mà người ta dám cưới vậy? Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, bơ lan của ta ngày hôm nay không còn là bơ lan của ngày xưa nữa. Không tin. Vậy thì xem đây. Tôi xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là Lá Lan, Lá Lan người xứ Cô Mạn, chưa yêu đương chưa đau thương chưa biết yêu là gì. Thôi ơi, bây giờ nè tôi xung phong là mẹ chồng của con Ba Lan. Tôi nữa, tôi nữa. Được hết, được hết. Nghe gì chưa con? Dạ. Ai đây? Tôi chính là Ba Lan. Ủa còn cái cô kia là ai? Đây hả? Đây cũng là bơ nữa, mà là bơ dầm. Là sao? Là dầm bơ cho bé Lan ăn á. Trời ơi, cưng dễ sợ à. Xin giới thiệu với mọi người, đó với bơ Lan, đây chính là vú nuôi. Còn trong cái tiết mục này, cô ấy chính là người dẫn chuyện. Thôi vô dầm bơ tiếp đi chị. Để chị vô dầm bơ cho em ăn nha. Cưng dễ sợ à. Trời ơi. Cha. Sao con? Sao lễ kén chồng cho con toàn là bánh bèo không vậy? Không có đàn ông, con không thích ăn bánh bèo. Còn bà đâu? Con tôi chăn voi rồi. Con bà? Con tôi làm con voi cho con bà chăn rồi. Không, con tôi đi chăn voi với con bà rồi. Con bà? Con tôi đi chăn con hai bà rồi. Được rồi, nếu đã như vậy ta phạt mỗi nhà 100 thúng bắp, 2 con trâu đực và 8 con lợn con. Ê! Alo, con hả? Tới liền, bị phạt. Có phạt. Trời ơi, tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tôi đang tỉnh. Cha ơi, lợi hại quá,
nói có một câu thôi mà trải tràn bờ đê, trải khắp một miền quê, thấy mà về. Miệng con vui là cha vui rồi. Dạ. Nào, các tráng sĩ, như mỗi năm con gái của ta sẽ ra một câu đố, và ai trả lời được câu đố đó sẽ chính thức làm chồng của ta. Dạ. À, của con ta. Đố gì mà năm nào cũng đố hoài trơn trậu vậy? Thì mỗi năm Bơ Lan ra một câu đố, mà chắc có lẽ năm trước câu đố khó quá cho nên chưa có ai trả lời được. Bé bé bé, năm trước bé đố cái gì mà mất tiêu rồi. Năm Bơ Lan 18 tuổi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thôi, câu đố có nội dung như sau: 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Trời đất ơi, câu đố dễ dàng vậy cũng đố sỉ nhục trí tuệ người nghe không? Mày ngu hả? Trời ơi, mày mà trả lời được á, mày làm chồng nó đó. Nè, mà mày thử mày trả lời sai đi, tao bắn mày chết. Chàng ơi, chàng biết hả chàng, bằng mấy vậy chàng? Thà chết chứ không chịu làm chồng Bờ Lan. Là sao? 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 4. Sai, chết đi. Hốt. Vậy đó, cha tôi bắn hụt suốt 10 năm và tôi vẫn chưa có chồng. Mãi cho đến năm 38 tuổi là năm nay em khỏi quay. Năm nay Bơ Lan quyết định ra một câu đố khó hơn. Câu đố có nội dung như sau: có một người con gái rất là xinh đẹp tên là Bơ Lan. Và một ngày nọ, Bơ Lan đi tung tăng trong rừng, bỗng nhiên ô kìa, Bơ Lan bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng tên là Bơ Lan. Câu hỏi có nội dung như sau: có tất cả có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tên Bơ Lan? À quýnh à nha. Trả lời đi. Trả lời đi. Hả? Bằng mấy? À, 1 Bơ Lan cộng 1 Bơ Lan. Bằng 2, nói đi trời ơi tôi năng nỉ. Bằng 3 Bơ Lan. Chết đi. Hốt. Kẹt rồi con ơi. Ủa chữ bắn. Trời ơi kẹt trời. Chàng sao thôi được rồi. Bằng mấy? 5, 10, 15, 20. Bằng mấy? Tự nhiên không thấy đường, không thấy đường. Mù gì ngang xuôi vậy bà nội? Vậy số này là số mấy? Chắc chắn là số 2. Con ơi, chúc mừng chàng. Cuối cùng con gái của ta cũng đã có con rồi. Nè, có chồng rồi. Yeah. Lo cho chồng con kể cha. Dạ vậy đi. Chàng ơi. Chuyện gì? Chàng đã trúng số độc đắc rồi. Giải thưởng là gì vậy? Em nè. Chịp lấy em đi. Bớt giùm. Nè, cái câu đó của cô á, con nít 3 tuổi còn biết nữa. Người dân trong làng này á không muốn trả lời đúng á, tại vì cô xấu quá nên không lấy cô thôi. Mẹ. Cha ơi. Cha đây. Mọi người nói con xấu kìa cha. Không, con xấu thiệt. Nhưng mà con ơi, đây không phải là lỗi của cha. Chứ lỗi của ai? Mà là của má con. Là sao? Nhìn đi. Giờ con đã hiểu vì sao má chết mà cha không để hình thờ. Em bơ quá chị Thiên Nga ơi. Chị đang dầm bơ cho em ăn nè. Giờ này mà còn dầm bơ dầm hoài à. Dạ không ăn bơ ăn gì? Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Tổng xấu ai xấu? Hả? Tổng xấu ai xấu? Tổng xấu ai xấu? Sao mày chửi tôi? Vậy mới giống tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể. Đúng không anh Lập? Bà không những xấu mà bà còn ác nữa. Bà xấu quá mà. Bà ác quá mà. Bà xấu quá mà. Bu ra, bu ra. Bu quá mà. Bà ác quá mà. Bu ra, bu ra. Bà xấu quá mà. Bà ác quá mà. Bà xấu quá mà. Nhỏ này pha năm thư chắc luôn. Chị Nga. Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Em có xấu không? Em như thế nào? Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào những ngày nào?
con khổ quá. Yeah. Em buồn quá. Sâu đâu phải là cái tội, đúng không? Chị đây. Chị ơi, sâu đâu phải là cái tội, đúng không chị? Đúng rồi. Sinh ra trên đời đâu ai muốn mình xấu, đúng không chị? Đúng rồi em à. Vì sao mọi người lại ruồng bỏ em? Mọi người xa lánh em, không ai cho em tình yêu. Em có làm gì đến tội đâu chị? Em quyết định rồi, em sẽ rời bỏ cái nơi này để ra đi. Em đi đâu? Em chưa biết nữa. Trời. Nhưng mà em nghe người ta nói cứ xách ba lô lên và đi. Cứ đi rồi sẽ tới. Tới đâu? Chưa biết luôn. Trời ơi, em làm chị hồi hộp quá. Chị rất tốt với em biết. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em đi đây. Bố Lan, Bố Lan, Bố Lan. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Sâu vì lòng người duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, là muôn là hoa rơi tà tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mạnh, là vàng rơi lìa cành gợi ta nói. Rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mà mưa rơi hoài không hết. Có ai đâu mà nhớ. Ôi, ai vậy? Cứu tôi. Ai là ai vậy? Cứu tôi với. Trời ơi. Trai đẹp. Chàng ơi, dậy đi chàng. Chàng là ai vậy chàng? Tôi. Chàng là ai vậy? Chàng tên gì vậy chàng? Tôi không nhớ. Không lẽ chàng đã mất trí nhớ rồi sao? Tôi chàng... khác. Đúng rồi, ai rồi cũng khác mà chàng. Khác nước đâu. Vậy hả? Đợi em chút. Uống đi chàng. Tôi vừa uống cái gì mà khỏe quá đi. Sữa của em. Hả? À không, anh sữa do em đem theo. Cảm ơn người đẹp. Anh vừa nói cái gì? Cảm ơn. Sao mắt của tôi không nhìn thấy được gì nữa hết á. Hả? Chàng vừa mất trí nhớ mà vừa bị mù. Trong phim người ta bị có một cái thôi, nó đẻ ra 30 tập phát 3 tháng chưa hết. Còn đằng này nó vừa mất trí nhớ, nó vừa mù, làm sao em gói gọn trong 15 phút đi hả chị Nga? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, không nhìn thấy gì nữa hết. Ồ, lưng của ai đây? Quỷ à. Sao mới đứng mà lại nằm rồi? Quỳ Chú Duyên. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, bình tĩnh, không bình tĩnh, nhìn thấy bình gì bình nữa hết. Không. Một khi chàng bất động thì em mới có thể hành động. Chàng ơi, em sẽ chăm sóc cho chàng, nhưng em muốn được gọi một tiếng. Một năm rồi, bây giờ Bơ Lan đã lên làm trưởng làng, còn trưởng làng đã qua đời vì vết thương năm cũ.
ơi, chúng ta lại trước vong linh của cha đi chàng. Dạ cái này giống em chàng. Chứ cha đâu? Dạ đây. Ủa sao nó dương dương vậy? Dạ hồi đó em tận em quên rút cái mũi tên ra. Cứ lại đại đi chàng. Con lại cha. Cha ơi, siêu thoát được rồi đó cha. Vợ ơi, dạ. Hôm nay là ngày anh tháo băng mắt. Anh sắp sửa được nhìn thấy vợ của mình rồi. Em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ chàng thấy đường rồi, chàng sẽ bỏ em. Em yên tâm đi, anh không phải là người như vậy đâu. Really? I swear. Quý à, chàng. Hả? Sao chàng lại yêu em vậy? Em chỉ là một người con gái bình thường. Em có biết làm gì đâu nè. Là con gái phải biết giặt đồ nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa lau nhà nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa chén nha các bạn nha. Cái này phải đọc nè. Là con gái phải biết tập tạ nha các bạn nha. Đó, em có biết làm gì đâu. Em đâu phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng đó là người phụ nữ mà anh đang cần tìm. Bởi vì anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đại cát cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy. Em ơi, dạ. Anh muốn vào trong anh nghỉ. Dạ, vậy đi anh. Bơ Lan ơi, Bơ Lan. Có Bơ, có Lan đây. Trời ơi, tự nhiên có nguyên một đám người. Người ta vô trong rễ bắp của mình, người ta bẻ hết bắp của mình rồi. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn nói Bơ Lan giật chồng của nó nữa kìa. Trời ơi. Đó, em tôi đâu có tin đâu. Tôi mới đi dẫn nó lại tới nhà của mình để đôi chối nè. Trời ơi, nhà này vô. Dạ, vô. Tôi chính là Bơ Lan đây. Xin kính chào tiểu thư. Mày gọi ai là tiểu thư? Ở đây có hai người phụ nữ. Tôi không gọi cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Vậy chứ hai đứa này là gì? Con đó là phe địch, còn con này bán bạn cầu dinh. Bò xì. Tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm chồng của tao. Đây là hình chồng của tao đó. Trời ơi, ảnh rồi. Tụi bay đâu? Dạ. Luôn xoát. Dạ. Dừng lại. Không thể nào được làm gì vợ tao. Không thể nào được làm gì vợ tao. Không thể nào được làm gì vợ tao. À dạ, em là vợ anh. Đúng rồi, lưng của vợ tôi đây. Anh không thể nào làm vợ tao. Anh Nam. Hả? Anh không nhớ em sao? Em là nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, là vợ của anh đây. Sao? Tôi tên Nam mà. Đúng. Hả? Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sinh vào giờ mùa đông, giờ Sửu Tuất Tý. Sinh vào giờ này thì thường khắc cha. Cho đến năm 16 tuổi mới hết lo âu về sự mồ côi cha. Hình như tôi. Ê! Tôi nhớ. Ông sắp nhớ rồi kìa, mày làm cho ông quên đi. Tao biết làm gì giờ. Tôi nhớ. Tôi tên Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sắp rồi, sắp ra nè. Sao sao càng quên càng nhớ vậy? Sắp đánh mạnh lên. Cái gì nữa? Sinh vào mùa đông giờ Sửu Tuất Tý, thường khắc cha, phải năm 16 tuổi mới khỏi lo âu về sự mồ côi cha. Tôi nhớ tôi là ai? Đúng rồi, anh chính là anh Nam. Suốt bao năm qua, em đã kêu người đi săn bắt anh để bắt anh về được sầu huyệt của em. Nhưng trong đêm tân hôn, anh đã chuốc rượu cho em say mềm và anh bỏ trốn. Tôi đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Cô bắt tôi phải lấy cô làm vợ. Tôi không đồng ý, đã bỏ trốn vào trong rừng sâu. Sau bao nhiêu ngày đói khát, cũng nhờ có Bơ Lan. Bơ Lan, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không yêu cô. Em không cam tâm. Em không cam tâm. Bắt nó lại. Dạ. Anh nhìn tôi đi. Nhìn kỹ vợ của anh đi.
Trời ơi, nghĩ sao tôi lấy con này làm vợ? Vậy tại sao? Tại sao anh lại đến nó? Anh nhìn kỹ đi. Trời ơi, con này khác gì con kia. Không phải tôi. Anh nhìn đi. Lưng vợ tôi nè. Thôi đi. Các người đừng có hành hạ anh nữa. Tôi chính là Bơ Lan nè. Anh nhìn đi. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Em đã hiểu ý của anh rồi. Anh đi đi. Anh về với người ta đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Thôi, tôi chọn Bơ Lan. Mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Trong tình yêu không có lỗi. Lỗi là của con quỷ răng hô kia. Thôi được rồi, em sẽ chúc anh hạnh phúc. Em sẽ không làm gì anh nữa đâu. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù, trả thù. Bơ Lan, kể từ bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu hai ta nữa. Bơ Lan, Bơ anh Lan. Đi đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đừng tìm em nữa. Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Đừng mà Bơ Lan. Em anh về đi. Có chết em cũng không bước ra khỏi cái cây này. Anh về đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đi đi. Mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Anh mình yêu em ơi, nhớ. Anh yêu em là vì vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải vì nhan sắc. Quỷ à. Kệ anh đi ơi. Em anh không buồn đùa giỡn với tình yêu của em đúng không? Anh không đùa giỡn. Bởi vì em là gu anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lên dẫn tâm đều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng vui bao nhiêu. Hôm và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tú lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Và xin chúc mừng cho thí sinh Tấn Phát đã hoàn thành tiết mục của mình. Một tràng pháo tay nữa cho thí sinh Võ Tấn Phát. Ơi Phát ơi Phát, cái dòng này lần đầu tiên tôi mới thấy em là một diễn viên rất là gan. Dòng nhạc bolero hát dở mà hát ngang mà không trúng một cái dây gì. Và còn xấu nữa thì rất là khó, em rất là thông minh. Em lấy hết những cái gì người ta sợ nhất em đem lên. Hát bolero phải đẹp, em đem cái xấu. Người ta hát hay thì em đem cái dở. Mà điều đặc biệt trong người của em nó có cái điện và nó có cái tiết tấu rất là tốt. Và tin được là em là một cô gái xấu như vậy nhưng mà tính tình đẹp, rất hợp lý, thông minh để xử lý và rất là run sợ cho cái bản tài năng chết với em và Tuấn Anh hồi nãy. Tại vì hai đứa tụi em xuất sắc, mỗi một người 10 điểm. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Xin mời cô Hồng Vân ạ. À. Hai người cười hết pin luôn cưng. Trời ơi, chào thì nở thời hiện đại. Dạ con chào cô ạ. Thiệt luôn á. Nhưng mà chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà xấu như vậy nhưng mà lại dễ thương như vậy. Quá là dễ thương luôn. Cái cốt truyện của cái tiểu phẩm này rất là hay luôn. Là cô tuyên bố luôn điểm của em là 10. Dạ, cảm ơn cô. Wow. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Phát đã được 2 điểm số 10 đến từ ban giám khảo. Cảm thấy rất là vui là cái lúc mà xách cái vali ra đó mà ba hát cái bài Mưa Rừng mà không giấu nữa. Thật sự mà cái biến rất là hay. Mưa rừng ơi mưa.
Không, nhưng mà hợp lý là tại vì bạn là người thượng, bạn người miền núi cho bạn hát nó như vậy là đúng cái giai điệu miền núi. Đây là lần đầu tiên mà thấy Phát có nghĩa rằng là vô vai một cách mà bất chấp luật nhân quả luôn á. Mình xấu là mình xấu rất chỉnh chu, mình xấu tới nơi tới chốn. Mình lấy cái xấu ra để mình nói cái tốt, nhưng cái xấu này nó vô cùng tích cực. Cái vở này là một cái vở mà đánh vào cái tâm lý và đánh thức cái ý thức của con người ở trong xã hội. Đó là một điều mà Lập rất là muốn nói. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ hai vị giám khảo, hai vị cố vấn. Ăn gì cũng được, đừng lấy trứng cút. À không ăn trứng cút, tôi có trứng gà. Đúng rồi ăn, ăn trứng gà mới đi. Trứng gà phải bình thường nữa nghe. Trứng gà do con gà đẻ ra chứ không phải mấy con mẹ mà làm. Ê. Làm thịt gà đẻ ra đâu. À. Em, vậy em ăn trứng gà không? Thôi, trứng gà bự lắm, em ăn không có hết đâu. Rồi. Dịch. Ngon. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Đi mình giỏi nha. Trời ơi, chị ơi. Nhanh lên em, nhanh lên. Lên phà dễ. Nhanh lên. Anh ơi, hả? Em muốn đi qua kia kìa nhưng mà em đi không có được. Sao vậy? Em muốn đi qua bên đó. Mệt em quá luôn á. Trời ơi. Rồi, được chưa? Lẹ đi, trễ phà rồi. Nhanh lên, trễ phà rồi. Anh ơi, em nóng quá. Rồi. Em lạnh. Đó, không bằng nữa. Rồi, lên nha, lên phà. Rồi, đi luôn. Đợi. Đó, thấy chưa? Tại em dẻo quá, chi giờ phà đi luôn rồi kìa. Tại anh hôn em chứ bộ. Mệt chứ quá. Chi cho trễ chuyến phà, lỡ rồi ở lại mua quà giùm em. Chảm nói bụng anh vậy có chờ chị. Anh em cô bác qua đây lừa đồ cho con đây bán tùm lum hết tùy theo giá tiền. Xà bông rây tại bánh mì cùng thuốc lá xin gom cái gì cũng bán được hết còn bán tam quá. Cái gì vậy? Là bán tạp hóa đó. Ủa sao em nói bán tạp hóa đi? Không lẽ giờ hát cái gì cũng bán được hết. Con bán tạp hóa. Ê, chạy phà. Chào khách, chạy phà đúng không? À. Chị đói ăn ủng hộ giùm. Em ăn gì không? Dạ, em ăn. Bán gì vậy? Tôi bán trứng. Trứng gì? Bán trứng cút. Em ăn trứng cút không? Hơi, trứng cút nhỏ xíu à, em ăn không có no. Chị vậy em ăn gì? Em ăn gì cũng được. Rồi bây giờ em ăn gì nè? Em ăn gì cũng được. Ăn cái gì cũng được, đừng lấy trứng cút, đừng lấy trứng gà. Không trứng cút, không trứng gà. Tôi có hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn, ăn hộp vịt lộn nha. Hơi, hộp vịt lộn sát xanh lắm. Chị sát xanh nha, đi ra. Qua đây lộn chị nha. Đi ra đây. Đi phà, đâu phải sở thú mà dắt nguyên con thỏ trên đầu. Tèo, cảm ơn mày nha, mày hạ quả cho tao. Mày khét. Thôi anh chị không mua đồ ăn cho bả, thôi em mua đĩa giùm em đi, em có phim này hay lắm. Giờ bán đĩa gì vui vui đi. Ý, muốn vui thì coi hài đi. Em coi hài không? Không coi hài đâu, coi hài cười nhiều nhăn hết mặt em. Vậy giờ em coi gì? Em coi gì cũng được. Coi gì cũng được. Tệ. Chị coi gì cũng được. Chị làm gì mệt không? Để em làm cho chị. Chị bán đĩa gì vậy? Phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc coi nhiều khách nhăn mặt và anh sướng. Chị, làm đúng không? Thôi em mừng quá, còn đĩa gì nữa chị? Phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ có nhiều già chết chưa hết phim nhân mặt em. Trời ơi. Gì vậy anh còn trần? Anh ra. Trời đất ơi, dẹo gì đâu mà bực bội quá giờ. Bây giờ tôi chỉ muốn lên bà về quê thôi. Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Có một loại đĩa rất phù hợp với chị. Đĩa gì? Đĩa bay. Về sao quả sống đi bà nội. Nè, em thấy chưa? Em dẹo riết mà ai cũng ghét em á. Ram đây đứng đi, đợi phà lên phà về. Hỏi, em không muốn đi phà đâu. Sợ đi phà để sáng mai đi cầu luôn. Cái gì cầu vậy? Thì mai dẹp phà rồi, khánh thành cầu mới rồi, đi cầu chơi. À, đi cầu hả? Chị ơi chị, cái cầu đó ở đâu vậy
chị? Ở bệnh viện tâm thần á. Bệnh viện tâm thần ở đâu vậy anh? 192 Hàm Tử. Ở 192 Hàm Tử, em muốn đi 192 Hàm Tử. Xe tới rồi, em đi nha. Trời ơi, khổ ghê luôn á, tôi mới rước con ghẹ tôi từ trong đó ra, bây giờ mấy người làm nó khứ hồi chổng lại rồi kìa. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Rồi. Nó đi về nơi chôn nhau cắt rốn của nó rồi. Mày cứ vậy luôn mà. Không lo bán đi nha, ở đó mà chặt chém khách hàng không à. Ủa chặt chém gì? Bộ tôi chửi tôi không biết mệt hả? Sáng sớm chưa nhét vô bụng đó, bụng gần chết đây nè. Chưa ăn hả? Chưa. Ê, mở hàng giùm chị em bán hàng rồi. Mở hàng hả? Ừ. Này bán gì? Này tao bán trứng. Bán trứng gì? Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Bán cái chứng minh nhân dân đi. Thiệt á, chị em muốn bán với nhau mà sao mày cứ ghẹo tụi tao hoài vậy? Ủa phải ghẹo chứ, bà không biết nay là cái ngày cuối cùng bến phà này hoạt động rồi. Ghẹo cho có chuyện để nói cho vui. Nè, mày mốt ở chỗ khoác bán rồi đó nha, không nghe tôi chửi nữa, lúc đó buồn gán chịu quá. Ôi trời, có qua nó lợi mười mấy năm bán đây mà giờ tự nhiên cái phà mình nó dẹp, cái mày mốt không có gặp nhau nữa chắc nhớ chết luôn á mày. Ê, tặng mày nè. Gì ạ? Tặng mày nè. Tiền đưa bịch trứng gì vậy? Thì ngày kỷ niệm tao tặng tụi bay bịch trứng ăn làm kỷ niệm. Vậy thôi tôi không ăn đâu. Sao vậy? Đậy ấp. Ấp chứ. Ấp nở răng chục chim cút có bản mặt văn bà nhìn đỡ nhớ. Ghẹo hoài à, mệt ghê. Ê nè. Mới không gặp á, tao nhớ cái chồng chuỗi của nó mày. Thì à. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi bắt đĩa mà bà lo gì, không có nhớ chồng chuỗi nó hả? Ở trên Sài Gòn á, có cái thằng thánh chuỗi Minh Dự. Chuỗi đi, chán nó luôn. Ờ, không tin rồi mày ơi, thằng kia làm sao chuỗi là ngọt như thằng này. Không, để tôi mở cho bà nghe. Nè. Xấu cái gì mà xấu nát, nhà thờ, xấu dơ, bệnh viện, xấu niện, bi tết cô, xấu solo, không có thủ là ông đó. Bạn đủ xấu âm trì địa ngục này nè. Nó bắt trước mày nè. Không đánh thanh, tao không đánh, cần mày nữa. Chết đuối. Bán tao một đĩa mày. Âm trì địa ngục, xấu lục cục da can, xấu tiêu tan. Hai bà này khùng dễ sợ. Ê, ngày cuối rồi, gán bắt cho hết nhau. Bà ghi đăng tâm tay coi chừng đó. Gì? Mà tao me cái thằng này từ sáng tới giờ nha. Nó đi qua đi lại, nó tới phà mà nó không có qua bên sông. Đó, coi chừng bữa nay bữa cuối nó vô đây nó móc túi nó kiếm vốn làm ăn. Mày coi chừng nó nghe chưa? Mà sao bây? Nó dụ bà chứ dụ được ai? Tao lo cho mày á đó, mày lo. Ở chơi nhảy audition hả? Cái gì vậy bà nội? Mà đạp lên nè, má ơi. Có sao không anh? Tôi không có sao. Tôi đang kiếm một thứ rất là quan trọng. Kiếm cái gì? Cái bóp. Mất ở đâu mà kiếm? Tôi nhớ rõ ràng khi mà tôi đặt chân tới bến phà, tôi bước vô tôi ăn cháo đá bá. Ăn cái phải ăn cái gì đây nè? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn mày à, tao ăn mày à. Ăn cái gì là ăn bún bò. Bún bò của bà Tư Điệu. À đúng rồi. Bún bò đây. Đúng rồi đây nè. Phải rồi. Tôi tới quán bún bò thì tôi thì à. Rồi mất cái bóp. Không, chưa có mất cái bóp. Sau đó tôi mới chợt nhớ là tôi thèm phở. Tôi qua tiệm phở. Phở của bà Bảy Già. Đúng rồi, Bảy Già. Phở đây. Bà bán phở đây. Đúng rồi đây nè. Đúng rồi, bà bán phở. Tôi mới tới tiệm phở thì à. Rồi mất cái bóp. Mày khoái tao mất bóp lắm hả? Chưa có mất cái bóp. Sau đó thèm bún riêu, đang ăn bún riêu. Nhớ rõ ràng là ăn bún riêu xong có trả tiền, bóp vẫn còn. Ăn bún riêu xong bóp vẫn còn. Phải. Rồi sao nữa? Sau đó tôi mới đi một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Lúc đó đi con mình nè. Khoan, lúc đó có mặt trời không? Có mặt trời. Em sẽ làm cái bóng của anh. Cái bóng à? Anh làm cái gì em làm cái đó. Hay quá, bóng ơi đi theo thôi. Tới đây sẽ phát hiện anh mất cái bóp. Trong bóp anh còn nhiều tiền không? Ráng nhớ kỹ coi. Em nhắc anh mới nhớ. Trong bóp anh có nhiều tiền lắm.
Anh bóp anh rất là nhiều tiền, anh sợ lắm chứ bộ. Kiểm tra coi. Như vậy anh bỏ ở trong cái ba lô nè. Sao mày lại ở trong cái ba lô? Tưởng tưởng mà. Đó nè, có bóp rồi đó, đi phà giùm tôi cái đi. Không, 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 anh còn mất một thứ quan trọng hơn cái bóp này nữa. Thứ gì nữa? Cái đó là cái gì nó có hai cái mà nó dính vô cái người con gái đây nè. Đây nè. Bánh bay à. Chứ cái gì? Không phải, nó dính ở trên đầu nè. À, cái kẹp đúng không? Cái kẹp. Ờ đúng rồi, cái kẹp. Hey, sao biết cái đó cái kẹp? Anh mới nói. Cái kẹp. Anh nhớ còn cái kẹp nó màu gì đây nè, nó màu gì? À, có màu đỏ nè. Không phải, nó màu đục đục. Màu đục đục, màu đen đục đục. Không phải màu đen đục đục, cái kẹp nó đục lắm. Đục đục, màu tím tím tím. Không phải màu tím, nó đục đục đấy nè. Còn cái màu vàng nè. À, màu vàng nè. Màu vàng mà đục. Thà nó cái màu vàng nó còn liên quan tới cái màu vàng, hiểu không? Thì nó đục vàng. Đục vàng. Ê, vậy đúng rồi nè, đúng cái thứ này nè. Vậy cái này của anh hả? Cái này của anh. Của anh chứ không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải. Lỗ 3.000 hả? À không có. Ý giờ kiếm được cái kẹp ở đó về quê tặng người yêu gì đi. Ơ nhưng mà anh sợ tặng người yêu không nhận quá. Không chấp nhận đâu. Chứ bây giờ phải làm sao? Tặng đồ em bán mới chấp nhận. Mà em bán gì? Nè đủ thứ trơn, bông rái tai rồi xin gom, dầu thơm, bánh mì, chùi son luôn có luôn. Vậy bây giờ mình gặp người yêu mình á, mình phải tặng gì em hả? Tặng người yêu. Ừ. Tặng bịch bông rái tai. Em bị điên à? Sao tự nhiên tặng bông rái tai? Trộn nghe ta nói hả? Con gái mà hẹn con trai thế nào phải có rái tai bên mình. Ủa có luôn hả? Có luôn. Anh không có tin đâu. Không tin giờ cầm đi. Cầm hả? Làm thử nha. Làm thử sao? Mình hẹn hò đi. Hẹn hò hả? Em làm bạn gái của anh. Ở cái đó khó nha. Có gì đâu khó. Được không? Được hết. Bạn gái anh tên gì? Bạn gái anh tên là Chi. Rồi, em sẽ là Chi. Hẹn hò. Hẹn hò đúng rồi. Chi à, sau năm 43 bây giờ anh mới có dịp trở về quê thăm em. Anh nhớ em lắm Chi ơi. Anh nhớ em lắm. Anh có mua quà tặng em đây Chi ơi. Chi ơi là Chi. Chắc chắn rồi. Sao vậy anh? Em là em làm Phương Mỹ Chi. Còn người yêu anh là người yêu anh tên là Hoa Chi Chi. Là Chi Hoa Hoa đó hả? Đừng có nói nữa. Tôi nói thôi. Được rồi, em sẽ cố gắng thay đổi ngoại hình lần hai. Nhớ nha. Hẹn hò. Chi ơi, sau năm 43 trên Sài Gòn, bây giờ anh có cơ hội trở về quê thăm em. Anh nhớ em nhiều lắm Chi ơi. Anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Chi ơi là Chi. Ơi là Chi. Em đâu rồi Chi ơi? Tính tặng bần ni cái gì? Thí chủ. Thí chủ. Tặng cái gì cho bần ni? Tính tặng bần ni cái kẹp. Mà không biết nó kẹp ở đâu. Chắc mày mốt tặng bút lông quá. Uống chi vậy? Dẻ cho có tóc để có cái để kẹp. Ủa chết cha vậy nữa anh. Em sai rồi. Không, bảo đảm lần cuối làm đàng hoàng đúng tên Chi người yêu luôn. Đúng đàng hoàng nghe chưa? Hẹn hò. Hẹn hò đi. Chi ơi là Chi. Bây giờ anh trở về quê anh thăm em 3 lần rồi Chi ơi. Bây giờ em ráng cho anh gặp mặt cái nha Chi. Chi ơi là Chi. Chi ơi là Chi mà. Giống chưa? Đúng đây nè Chi, cái nét mồi mồi đi nè. Rồi xuống đây đi. Anh trên Sài Gòn mới về á hả? Anh trên Sài Gòn mới về. Nhớ em không? Anh nhớ em muốn trẻ luôn. Anh nhớ em quá trời quá đất luôn. Anh về tìm em mà không có thấy em đi đâu vậy? Em đi nối tóc á. Mắc mơ gì đi nối tóc vậy? Tại nãy á hả? Cạo đầu giả làm lan vậy nối tóc có được vậy nè. Có tóc rồi kẹp đi. Chi ơi. Anh
anh muốn cứu em. Anh này, tiện nay nói mấy lời ngọt ngào nhiều chi dữ vậy? Thì anh muốn rót mật vào tai em á. Rót mật vào tai em á hả? À chết cha, mật tràn lỗ tai, điếc lỗ tai, điếc lỗ tai luôn anh ơi. Làm sao đây, làm sao? Điếc lỗ tai, điếc lỗ tai nè. Có bông ra cái tai à. Móc móc ra liền. Móc ra liền hả? Làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì mới được? Làm cái gì? Rồi sao? Hết điếc lỗ tai rồi nè anh ơi. Hết điếc rồi. Tôi nói là do gì sao? Đàn bà con gái hẹn hò con trai cần có trái tai bên mình. Sao em hay quá vậy? Dạ. Ví dụ trái tai vậy, ví dụ mà tặng cái khác có được không? Được luôn. Tặng nhiều cái gì? Cái để tặng lắm. Mình tặng xin gom. Em điên quá, tặng xin gom mà bạn ai gần gái giận đó. Không, giận mới cần xin gom đó. Không được đâu. Ông nghe ông bà ta nói hả? Đứa nào mà cãi lộn tùm lum ăn vô một cục xin gom là nín liền. Một cái thơ nó đạn hậu vậy sợ biết không? Đâu, miễn có giận nghe lọt lỗ tai là được anh à. Rồi thử nha. Thử đi, bây giờ mình giờ mình làm bạn gái anh cầm đi, cầm đi này anh đó. Cầm. Hẹn hò đăng bái bạn bạn gái, gái nha. Giận. Anh đi đâu mới về? Anh đi về Sài Gòn mới gì? Sài Gòn mới vậy phải không? Đúng rồi. Có người yêu rồi phải không? Không phải, người ta yêu anh chứ anh không yêu người ta. Tôi không tin anh, mình chia tay đi. Ê bà, em mà đứng lại đi đã, khoan chừng hồn, bỏ đi đã, ăn miếng xương cơm đi. Một cục phải đó. Một cục thôi, ăn đúng một cục thôi. Em là con đàn bà điên. Em là con đàn bà điên. Em là con đàn bà điên. Em phải yêu anh. Yêu anh nào? Yêu anh đến suốt cuộc đời mà không được chia tay. Không chia tay. Em phải yêu anh. Em yêu anh. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là gì sao? Đó là sao? Làm lại à. Em phải yêu anh. Anh phải yêu em. Đó là lý do gì sao đàn bà con gái dị hận cần có xin gom bên mình. Hả? Thảm bộ. Anh muốn dối trí với em luôn. Dối trí đâu? Rồi được rồi, cái đó hay đó em ơi. Ủa em, ủa là cái gì cũng làm thơ được luôn á hả? Mỗi cái là một câu thơ. Ví dụ chai dầu thơm. Dầu thơm này hả? À, là, ai mà đòi núi lùng bùng, xịt vô một miếng nó chập trùng lại ngay. Ê, còn bánh mì thì sao hả? Bánh mì này hả? À bánh mì, à, ai mà lỡ có hai phay cắn vào một miếng thành chai thẳng liền. Ôi, sao anh chế được mấy con này hay vậy? Ủa làm như bán đây vậy trời. Đoán này phải không? Em trai à? Dạ. Cho anh hỏi là cái bến phà này nè, ngày nào nó cũng chạy qua chạy lại 20 chuyến có đúng không? Đúng rồi, đúng 20 chuyến mỗi ngày qua lại. Rồi à, em bán như vậy á là em ngủ cao lắm là 4 tiếng thôi đúng không? Trời, ngủ lố nữa, bán trai khách về hết trơn. Rồi à, ngày lễ Tết á, em trực ở đây cái bến phà này 24/24 có đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đó khách đông lắm anh, phải bán kiếm lời chứ. Ê, còn ngày 30 Tết á, cái đêm 30 Tết á, là em đứng ở bến phà này, em nhìn qua bên kia sông xem bắn pháo bông có đúng không? Dạ, buồn lắm á. Ủa mà sao anh biết tâm trạng của em mấy ngày đó hay vậy? Bởi vì cách đây 15 năm, anh cũng là người bán tạp hóa ngay tại chỗ này. Bán ở đây. Ngày trước nhà anh ở bên kia sông kìa, sáng sáng cái anh bắt một chuyến phà tới đây để anh bán. Anh nhớ lúc đó anh 10 tuổi rồi, anh bám trụ với nghề bán tạp hóa được 8 năm. Sau đó năm 18 anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Vậy là bao nhiêu năm nay anh ở trên Sài Gòn á hả? Không phải, anh ở Sài Gòn chứ 1-2 năm thôi, rồi anh hợp tác lao động ở bên Nhật á. Bao nhiêu năm bôn ba nơi đất người, bây giờ anh mới có cơ hội trở về thăm quê hương mình. May mắn sao anh lại là người đi chuyến phà cuối cùng này. À em trai à. Dạ. À, mai mốt á bến phà nó dẹp rồi, ta xây cầu lên em sống sao? Có sao đâu, cái nghề bán hàng rong của em mà không bán chỗ này thì bán chỗ khác. Chợ khu dân sinh thiếu gì chỗ bán. Tại bữa nay em cố tình nó bán thiệt là chậm á, để em được nhìn thấy chuyến phà cuối cùng nó chạy. Chứ may là hết thấy, hết được nghe rồi. Anh kiếm gì vậy? Anh muốn tặng quà cho em. Nhìn mặt nó vui quá ha. Ừ. Anh cười thương quá. Ủa mà anh tặng này cho em chi vậy?
Cái con mèo này nè, bên Nhật á, là một cái niềm may mắn. Anh muốn tặng cho em, để chúc em mùa mai bán đất. Ủa mà sao anh tặng cho em? Anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn vậy vậy? Bởi vì khi tiếp xúc với em, anh mới thấy được hình ảnh của anh ngày xưa. Em giúp cho anh tìm lại và sống lại với những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên được. Anh, pha tới rồi kìa, chuyến cuối cùng rồi đó. Anh đi đi không có trễ. Ừ, vậy thôi anh đi nha. Hẹn gặp em. Anh ơi. Hả? Đợi em xíu. Có chuyện gì? Anh lấy cái này đi. Thôi của em bán mà em đưa anh sao được. Anh tặng quà cho em, em cũng phải tặng quà lại cho anh chứ. Nhưng mà em đưa cho anh rồi sao em bán? Còn có mấy món à, mai em bán cái khác rồi. Anh lấy này đi, lên phà bán cho khách tới trển. Đúng như anh nói á, anh sẽ sống lại những kỷ niệm hồi trước của anh. Anh nhận đi cho em vui. Trời ơi, cái buổi cuối lại gãy phà rồi. Ai bánh mì, dầu thơm, càng chảy đánh răng ư? Bánh mì, dầu thơm, bàn chảy đánh răng. Một ủng hộ ảnh đi mọi người á. Ai bánh mì, dầu thơm, bàn chảy đánh răng ư? Bánh mì, dầu thơm, bàn chảy đánh răng. Một ủng hộ đi mọi người á. Ai bánh mì, dầu thơm, bàn chảy đánh răng ư? Ngày xưa, ngày xưa, có một nàng công chúa, sắc đẹp tuyệt trần. Da của nàng trắng như tuyết, môi nàng đỏ như son, mái tóc bồng bềnh. Có thể nói, nàng đẹp như tiên giáng trần. Nàng công chúa có tính tình hiền dịu dễ thương, và đặc biệt có nụ cười làm say đắm lòng người. Trời ơi, trời nói, tiếng người ta cười lộn đó. Nhưng nàng không biết một mối nguy hiểm đang rình rập. Đẹp quá. Ông bột phải không? Tao không phải là bột. Ta là kẻ bắt cóc. Mày khùng vừa vừa thôi. Nó tướng mày vậy mà bắt cóc mày dí sao mày chạy? Ủa sao chạy được mà? Mày giả bộ mày chạy coi nè. Mày coi mắt cóc được chưa? Trời đất ơi. Chạy vậy đó. Mày sao bắt cóc ai? Thôi mà tin tao đi, tao là kẻ bắt cóc thiệt đó. Bột. Bắt cóc. Bụt mà. Dạ, đây mới là bụt là chị hai. Ủa, vậy bắt cóc thiệt á hả? Đúng vậy. Trời chết ta rồi. Ta sẽ kiếm một người trợ lý với năng lực siêu nhiên. Trợ lý đâu? Dạ. Cao. Bao. Cao. Bao. Cao. Ê. Bao. Cao. Bắt cóc hả? À, bắt cóc á. Ở chừng nào bắt được tao? Bao. Cao. Rồi khổ ghê không nè, nó nghe nè, tâm sự mỏng chút xíu nè. Giờ muốn bắt đúng không? Bắt xong đi đâu nè? Chỉ đường, qua bển không? Rồi leo lưng tôi. Đi. Vậy chó lẹ. Công chúa ơi, cảm ơn đã giúp một tay nha. Và thế là cuộc bắt cóc đã thành công mỹ mãn. Wow, thông minh. Và sau đó, nhà vua đã kêu gọi các anh hùng giải cứu công chúa. Và đáp lại lời kêu gọi đó, một anh hùng đã xuất hiện. Và người anh hùng đó là ai? Là ai? Yeah. Đó chính là anh hùng Mario. Game hai nắm cũng công chúa.
đội tường đội bể tường á. Trời ơi. Phá hoại thiên nhiên. Mạng thứ hai, mày bấm cho đủ tiền hay gì hả? Nhảy coi bấm vô cố nhảy rồi chết hay gì? Ủa vậy là chết rồi hả? Em tào lao chơi nãy giờ. Mạng thứ hai, bài học rút ra, tham thì thâm. Mạng thứ ba, bắt đầu. Ăn tiền mới chết đó. Chuyện nào tao nhảy xuống đây tao mới chết là thằng hùng. Một ví dụ rất sinh động và rất ngu dốt. Mạng thứ tư bắt đầu. Tao thoát được. Tên quái vật rồi. Thoát được rồi. Là thế gì với vua cha của ta? Có ai cứu tao không? Ta đây. Quá nhiên không sai. Con quái vật mày chết đi. Ủa tôi giết con quái vật mà sao không thua hả? Ê mày khùng hả tao công chúa hả? Tao một hai tao khó khăn tao vượt được quái vật ra mày giết tao lần hai hả mày? Đáng lẽ mày cứu tao mày được 200 triệu đó. Nhưng mà giết tao mày chơi từ đầu từ đêm chào xuân với con. Sao những lần vấp ngã cứ ngỡ anh ta đã không còn mạng để chơi, nhưng anh ta đã có một may mắn, đó chính là ngôi sao bất tử. Mỹ Nhân ơi, Mỹ Nhân, đến đây với ta, Mỹ Nhân, Mỹ Nhân, ôi, ta sai trời đất cũng sai, ta sai tình hay sai rượu, Mỹ Nhân ơi, đến với ta đây, Mỹ Nhân, Mỹ Nhân ơi, Mỹ Nhân, tại sao vậy, tại sao? Không lựa chọn những người con gái đẹp khác mà nhất định phải là ta. Nàng ơi, nàng không thấy sao? Chúng ta có tướng phụ thê đó. Làm sao? Hàm răng của nàng rất giống hàm răng của ta. Mỹ Nhân ơi, đến với ta đi. Dừng lại. Ai đó? Ta là Mariko. Đến đây để giải cứu cho công chúa đây. Đúng rồi, tráng sĩ. Tráng sĩ làm ơn cứu thiếp đi tráng sĩ. Cứu khỏi khủng long đi tráng sĩ. Tráng sĩ ơi, tráng sĩ. Xấu thì tập cái tính bớt nói.
Tôi mà biết sao bà xấu vậy tôi không có cứu bà đâu bà nội. Lỡ tay đây cứu bà về đó, làm ơn đi cho Nguyên núp đi. Tôi về khủng long xong tôi cứu bà về. Bà đây nè. Bây giờ con khủng long kia, ngươi chịu thả công chúa ra không? Ê, tên ma đi cô kia, ngươi ngoài mấy cái trò ăn nấm độn thổ gì đó, ngươi còn có biệt tài nào không mà dám cứu công chúa hả? Tất nhiên ta đến đây là ta đã có vũ khí bí mật của mình. Vũ khí gì? I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have a pen. Tưởng gì? Mấy cái trò tầm thường. Hãy coi sức mạnh của khủng long Tony. Khủng long biến hình. Đủ 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 nhiêu rồi, muốn nhiêu đủ tiền rồi, về. Vụ này làm sao chú? À, tụi tôi làm lân sư rồng ở bên Phú Thọ Đường. Ủa vô đây múa làm gì vậy? Biến hình. Con khủng long nó hợp đồng kêu qua đây múa, kêu con múa nè. Bà nó cho keo kẹt quá, đâu coi cho con trăm mấy rồi múa 2-3 phút rồi về. Không sao đâu. Vui vui không? Sợ muốn chết luôn à? Vui vẻ, vui vẻ. Nè, rồi đi kia. Tôi đợi mày cứu nhà, tao đói meo răng rồi đó, giờ tao có cơm con tao uống. Mày là cái con tào lao nhất mà tao từng biết. Thầy ơi. Mày giỡn mặt với tao hả mày hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày mướn vũ đòn hả? Mày mướn vũ đòn cùng tao hả? Tao giết mày luôn. Hôm nay tao sẽ giết quái vật, lột da mày, cứu công chúa. Dám đi. Chịu thua. Hay quá. Thành ơi, con giỏi quá. Con giết được Trùm rồi, con phá băng rồi. Giỏi quá Thành ơi. Con giết được Trùm, con phá băng. Con chúa luôn rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Về với mẹ chờ. Thành. Con nghe bà nói nè. Bây giờ á, con về nhà, con tắm rửa, nghỉ ngơi ha. Rồi, để sáng mai đi bà dẫn con đi gặp mẹ. Thôi, đi gặp mẹ liền, mẹ kiếm. Nghe bà nói đi mà. Sao bà hứa ngày mai rồi mà? Con nói bữa nay đi gặp mẹ mà. Bà hứa lần này là thiệt mà, ha ha. Ngoan thôi. Không, con nói đi kiếm mẹ đi ra đi. Thành. Sao bữa nay là vậy, hả? Bà nói không nghe lời hả? Đi về. Không có gặp mẹ gì hết. Đi về. Đi về. Đi về. Nói gặp mẹ mà. Mày nói nghe không? Gặp mẹ. Về. Gặp mẹ. Mẹ chết rồi, con đâu mà gặp. Nó bậy. Bữa chơi em, mẹ gọi con rồi mẹ nói đi kiếm con. Con nói chơi phá băng thì không về. Con chơi cứu con chuối không về. À, mẹ nó chờ con. Mẹ chết rồi nào. Thành ơi, bà đang nỉ con. Thành ơi, đi về con. Thôi. Thành à. Con đi tìm mẹ mà. Thành ơi. Chờ ba. Thành ơi. Thank you.
Ba ơi. Xe tôi bị hư ạ. Dạ đề nghị mấy anh cho tổ thật xuống giùm em ạ. Dạ nhanh ạ. Dạ, thôi 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 khỏi kỹ thuật, tôi làm được không sao đâu. Dạ dạ khỏi anh. Dạ tụi em có người sửa rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Cần phụ dụng nhân. Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt. Anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, 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 alo. Dạ, em đang nỉ mấy anh đó anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ, dạ, em đang nỉ á. Alo. Alo, alo. Mất sống luôn à. Vui lòng vui dạ mày chưa? Gì vậy? Mày lúc nào cũng làm lố trời ơi. Lố vậy? Trời, trời, sáng giờ nọ mọ sửa dép, tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ không phải xích xe đạp, muốn gắn gắn không nổi. Thôi thôi thôi, không có gì, nói thiệt với mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây sao á. Anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì trơn trời á. Rảnh không? Đang rảnh. Chưa dùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa dùm đây, đứt qua. Anh em đổi đã bắt tôi giờ sửa hả? Mày kỳ quá anh không. Em mà. Vô đạo hầm. Nhà ơn, anh em không mà nhắc. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng đem về theo chiếc khăn tay, chí hồng thêm một chàng trai, chí vàng thêm một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi mới giết ta rồi. Lâm ơi thâu chết rồi. Ôi trời ơi kiểu này thâu chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi ba ơi, cơm là cơm thiêu chứ khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đào mi á. Trời ơi cái khăn thiêu bờ thơ của ta đang này nè. Cái gì?
ở trỏng là bài thơ hả? Trời đất ơi, tưởng bản củ chương không chớ. Củ chương tới đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt từ làm rang mới đành cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè. Bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại, cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi. Ta đọc bài thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mình khùng quá mày. Ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó, dích dây. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè. Miếng giá nè, đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đằng cái quần, chứ không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn. Rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta này với ta này nấm nè. Rồi nấm. Nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn trưởng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ tao quần dài thòn vậy sao mà kết đây. Túi này mình phải theo mình trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ là mà gió dầm gỗ nè. Biết rồi mày nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Úi da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cọng chỉ nè em cắn ra để tiết kiệm, hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Nhậu mi nè, nhậu làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi mày kén hùa đó mày, được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng. Mệt quá, có gì đâu. Làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc, khóc nói, ta nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào là nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Lắm à. Anh biết, ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm. Nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Để tâm đối mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao gì? Em anh nín đi. Hey. Ôi cho tôi. Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Sao anh nói hai đứa? Lại là cái con yêu vậy. Anh ơi, đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lũng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi. Trời ơi, xe tăng rồi phải không? Xe tăng cháy rồi. Xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Cuốn đây nè. Cuốn đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì sao bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao, ý kiến cái cò gì? Hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếm sáo người ta nói đúng không sai? Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ê, mày nói cái chuyện lạ đó mày. Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe ra. Ơ dè phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng. Tôi ngồi trên nóc nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo. Vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn.
Ở đâu có đồ ăn hả? Có trơn trọi rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công, em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liều lo 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 cánh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời bánh ngon nha, đường đến ngôi trường. Ê ê ê bạn, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đôi ơi, xin hãy cho em cục mùi, bao ngày thiêu mùi giờ lạc leo lắm. Đồng đôi ơi, xin hãy cho em cục xà bông, bao ngày không tắm đâu giờ hôi mắm. Đồng đôi ơi, xin... Xin đi. Đồng đôi ơi, Cho này. Không có cái gì thì tránh ra, mày mà lao cả tao la la la. Đồng đôi ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế lên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nho nhỏ thôi, không sao hết. Cái này là võ pháo à? Võ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá luôn, hay quá, hay quá. Lố. Anh khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lố kìa thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Trời ơi, ở Paris. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ủa Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Ê, nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta, mấy bà cũng lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cuối cùng quê Mỹ đâu? Bà Điểm. Sao mày không nói Bà Đen luôn đi? Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Giác, mình có bọn đứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi, vậy? Bất kỳ vậy? Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi con khỉ, bạn gái em tuổi con heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Con khỉ, con chú heo, con cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh thấy ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà cái con, mày không biết thơ coi để tao chỉ cho nè. Dạ. Mày lồm thơ mà mày cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy dạ, chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nãy thôi nhưng mà mày lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Đây. Mai mốt nay đây con anh lớn. Đúng. Mày vớt lại con em trả thù lòng. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà mấy vậy thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Trời ơi, chắc dạ đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý, miệng em cười nhưng quá hí đường trời. Tiếng em la như AK mẹ lửa. Chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Trời đất ơi. Mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy. Và đặc biệt thanh mặt thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em, em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu, hồi tuần rồi á, anh có dạy em xếp là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ xếp cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Rồi. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng phái á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Thì bây giờ dép anh đứt là lấy mang đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Trời ơi, dễ thương quá. Không nhận luôn, không biết.
Sơn nó ăn gì nữa đó cậu, thơ ca không ha? Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cọng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của Nhạc Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây đưa thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh lại vậy? Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra ngay không đặt mà ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mặn nó vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu. Đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi. Tao viết một cái bế tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ hay ha. Hay quá ha. Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ vậy. Trời ơi, cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi, tiếp theo nè. Đọc, đọc đi. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống 2 lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tiếp tiếp anh nói. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiền việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn giỡn. Mày là thằng kỹ sứ, mày biết cái tính nó rồi mày chặt con đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu? Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi, các đồng chí á, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng á, hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng mình đi đâu? Nhanh lên! Sao rồi? Alo! 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 Gọi Cú Long nghe rõ cho lên! Cú Long nghe rõ! Để đang đánh giá điểm trọng yếu của ta. Chính sách tài quá cầu, nhiệm vụ của các
nghi cản tạm giữ, bắn sập cầu, không thể làm sao. Rõ. Các đồng chí, di tản người dân đây, nhanh lên. Dạ. Bà con ơi, 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 theo hướng này á. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Bà con ơi, lẹ đi, nhanh lên đi. Lên. Báo cáo, người dân đã được di tản hết rồi. Các đồng chí, lên xe. Nhưng mà xe đã bị đứt xích, không thể nào đi được. Đồng chí đã hư, không thể nâng tầm làm sao mà bắn. Tôi nâng. Không được đâu, như vậy rất là nguy hiểm. Tôi đã lệnh phải đi. Không được. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Dùng xe ôi xe đi. Nhanh lên. Lắp vô vào. Có. Mục tiêu cây cầu, cự ly 2000 mét. Bắn. Báo cáo, mục tiêu đã bị lệch, phải nâng tầm lên mới bắn được. Chị nâng tầm. Anh đi. Anh đi. Mặc dù cầu đã sập nhưng không lâu nữa chúng đã tràn sang thôi. Mọi người lùi về sau, bảo vệ người dân để tôi cản hậu. Không anh đợi. Anh đợi ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đợi ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lên. Anh đợi à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ chở về nhà với anh. Đi đây, nhanh lên. Không, em không nghe lệnh. Đưa anh đợi xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra Sơn. Sơn. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Xung phong. Cậu bé bán chè, em là cậu bé bán chè. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. Anh Dương Lam, anh Dương Lam, anh bán cái gì vậy? Bớt diễn ngoại hình lại, bớt diễn ngoại hình lại, thấy ghê lắm. Bán chè. Anh bán chè hả? Cho em một chén. Nhiều. Bao nhiêu tùy thích.
đây hết giờ rồi. Em cảm ơn. À thiệt là ngon, em cảm ơn. Bye bye, em đi về nha. Đứng lại, trả tiền. Ủa hồi nãy em kêu cho em một chén anh múc anh cho em mà. Rồi tao sai cho. Dạ em cảm ơn anh. Em đi về. Phải đưa tiền. Nó chưa đổi tiền tôi luôn đó trời. Vô đổi tiền nó con. Ai dạ? Đổi tiền đi con, trời ơi năn nỉ luôn, nó đổi tiền đi. Ai ra đổi đi. Trời ơi. Anh Dương Lâm ơi, anh Dương Lâm. Rồi. Anh bán cái gì vậy anh Dương Lâm? Bán chè hết giờ, giao đãi rồi. Bán chè hả? Anh bán chè gì? Chè chuối, chè gì cũng có hết. Chị cho em một chén chè xanh đi anh. Một chén chè xanh, rồi chén chè cái xanh. Này là chè đậu xanh mà. Em kêu chè xanh là chè là trà đó anh. Em ăn ngọt em bị tiểu đường. Thôi kệ không sao, em ăn cho nè, em trả tiền. Nhớ cất vô kỹ nghe chưa, đường dạo này đông lắm, cướp trộm nhiều lắm, cất vô đi. Nè lấy bao xuống, cất vô nhanh lên. Không được rồi con, được rồi. Cất vô đi. À anh ơi, em sợ quá, em không dám ăn chén chè này. Sao sợ? Em sợ chè giả. Mặt còn làm giả được mà, anh uống chi là chè. Rồi mượn tiền chưa nè? Thôi em không ăn đâu, em trả anh nè. Anh trả ngược lại tiền cho em đi. Không, chén chè này 200 ngàn là đều đủ luôn nè em ơi. Ôi trời ơi, quán quân cười xuyên Việt mà bán chén chè 200 ngàn. Bán chén chè 200 ngàn kìa. Quán quân cười xuyên Việt, anh trả tiền lại cho em đi anh. Em ăn chè là 200 ngàn hết rồi cưng. Đi về, liêu. Vô con. Chết rồi, thầy nó vô rồi nè. Không có, đây nè, nói nghe. Trời đất ơi, bán chè ha. Bán chè. Gánh chè ha. Gánh chè. Mà nó đô như gánh tạ vậy đó. Nói nghe, số tôi khổ lắm, đi bán vé số. Trời ơi, nó giật vé số tôi cậu ơi. Trời nó ơi. Giật nhưng mà hên lắm cậu, giật được lại sách báo. Trời ơi, cái phường ăn cướp luôn hả? Đúng rồi, bây giờ ngộ lắm, cái tôi thấy đâu biết đâu, đi bán gỡ vốn cậu hiểu không? Phóng vô thấy tụi kia đang ngồi quýnh bài, phóng vô liền. Rao liền mà, báo công an, nó quýnh xối xả luôn. Chưa kịp nói chữ đây, bây giờ đứt vốn rồi. Nói nghe nè, có à. Tiền lẻ không? Thằng kia nó cho được 200 ngàn đổi ra để thối báo. Báo 5 ngàn rưỡi một tờ, giờ không biết sao thối cho người ta hết trơn rồi. Bây giờ không có tiền, bây giờ có 200 ngàn nè. Trời ơi trời. Cái tiền nó không đưa lại. Sao dễ bé bãi. Đưa luôn vậy. Bán cho con coi. Ây da. Ây da, cô bán hàng nước ơi. Cô bán hàng nước. Ủa anh bán hàng nước ơi. Mày vô đây mày kêu cô gì mày. Ây da, bây giờ gấp lắm rồi. Em bây giờ em đi toilet công cộng mà. Bây giờ không có tiền thối cho em. Anh cho em đổi 200. Chết rồi, còn 200 nè. Còn trên cổ anh 200 nữa. Bây giờ không có đổi được. Anh ơi, em làm tại chỗ đây luôn anh ơi. Anh ơi. Cái này là cái gì vậy em? Nè cái chén này, bán cái chén 200 ngàn rồi vô. Thối tiền, cái chén gì 200 ngàn? Cái chén 200 ngàn. Chén kia bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Một chén chè 200 ngàn. Không lấy chè lấy tôi 10 ngàn lại thôi ba. Thối tiền. Không gì thôi, trả tiền nè. Ủa vẫn không lấy hả? Không lấy. Tao cướp. Trời tao sợ mày. Mày vô đây. À mày ngon. Tao sợ mày. Mày tin tao lúc này tao nhét vô sụn mũi mày không? Tao lấy răng tao phóng nát mặt mày. Mày vô đây. Tao phóng chén chè vô răng mày liền. Tao sợ nè, phóng đi. Nè mày tin cái sáo nha con. Cái răng mày giống như đang ngậm cái chén sứ trắng vậy đó con. Mày hay chửi tao khỏi đổi cho mày luôn. Tao năn nỉ. Ngu luôn. Anh ơi, anh nói chè ơi. Khỏi mày. Coi như em thua đi. Còn mày vô đây. Bây giờ tâm lý tao bất ổn rồi nè. Trời của mày chửi tao. Tao lớn mày nha. Em tao bảo vệ à. Giỡn diễn chứ không có được chửi. Nè cho chú đổi 200. Mắt tôi lét quá. Nữa sao mà không biết xài hoài vậy. Thôi xui quá. Đi đây. Không. Không phải. Năn nỉ chú khổ quá. Tại già cả. Mắt tôi lét quá. Không về nhà được. Cho chú đổi 200 chú đi toilet công cộng nha. Trời, nồi chè sáng rồi con bán rồi có 190 thôi bây giờ đó. Con bán luôn nồi chè. Năn nỉ cho chú 200 đi. Thì chú đông kia người ta thôi. Không, nó không thối cho chú. Bây giờ chú múa một cái bài hát gì đi. Múa một cái múa quan gánh đi. Nếu mà con thấy hay. Nếu mà con thấy hay. Múa quan gánh đi. Múa quan gánh. Múa lên, lên. Múa đi. Múa. Múa đẹp lên. Sẽ cởi đầu luôn, cởi mới bộ luôn. Muốn bệnh luôn, nó không đổi là không đổi thì trả ra này tới nè.
đẩy nó ra. Vô liền, làm một bài thơ về nồi chè. Lại bài thơ về nồi chè. Nè, hay duyên dáng. Tới đây. Anh Dương Lâm làm bài thơ về nồi chè. Bài thơ về nồi chè. Vô. Chè ơi, chè ở trong thùng. Bà ơi, bà múc, bà xong, bà đưa con đổi tiền cho bà luôn. Một bài rap về chè. Bài rap về chè, ok. Chè, chè là chè là chè là chè nằm trong thùng là chè xong. Ai mua lấy cái chén múc vô. Và tên lấy cái chén múc vô. Ăn xong rồi trả chén luôn. Ăn xong rồi trả chén luôn. Mình có 200, có 200, có 200, có 200 thì đổi 200. Tung hướng chén. Tung hướng chén. Tung hướng chén luôn. Tung lên, tung lên, tung lên, tung lên. Cái chén này bằng cái nào, có cái nào bằng mũ không? Có cái nào bằng mũ, tôi muốn chén lên luôn. Tôi chén 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 lên. Rồi rồi, nuốt đũa, nuốt đũa. Cái này. Rồi rồi, 200 áp nha. Cái nuốt đũa. Xong chàng bớt thay cho Dương Lâm và hai nhóm. Hai bên những chàng trai và... Bà con ơi, ra đây mà con cá thòi lòi nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Kệ mẹ 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 giống bà đó bà nội. Thiệt là không? Không không quá. Lên làng nghe ngóng sớm dưới làng trên, cái số hỏng trong nó chuyện bao đồng. Nhiều chuyện á, bán rau gì đâu hả? Thuốc sâu rồi tùm lum hết. Ờ, chứ sao bán dở lắm chiếu dởm nè. Cái gì? Bán chiếu dởm nè. Không hề nghe chiếu dởm cái gì còn theo của bà đi. Đi, bớt bớt giùm. Cái chợ này không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu. Có cái chuyện này hú hồn nè, muốn nghe không? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy. Nghe dẻ, nghe che, nghe dè. Con sáu hôm qua bán cháu bị té u đầu. Thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá. Con mẹ bán cá ở đó bả nghe. Cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm. Cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên. Cái thứ vô duyên em đây ghét lắm. Em đây có tâm mà nó đồn là ở dơ. Con quỷ này bơ đơn nó đồn là trai thẳng. Chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi, chứ kể lôi thôi. Em đây rối trí. Rối trí cái mà rối trí. Nhiều chuyện vừa chưa? Nhiều chuyện là mà nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà. Mấy người không vui hả? Không có vui. Muốn vui hả? Chết rồi. Ăn đèn lớn. Trời ơi, anh chàng lớn tới rồi. Anh chàng lớn tới rồi đứa. Muốn vui thì có vui. Chết rồi. Tụi bay làm cho vui đi. Dạ. Trời ơi, chạy đi bà con ơi. Chạy đi. Anh chàng lớn tới rồi. Chạy đi. Chạy hết đi. Chạy đi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi. Thằng kia đừng có tào lao, nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi. Tao tán cho sắc mặt luôn. Tao tán cho sắc mặt luôn. Vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính. Ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này. Vỗ tay dàn múa nền. Đủ rồi. Tụi bay lộn xộn quá. Tụi bay đâu? Dạ. Ghế đây anh Càng. Bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa? Làm. Dạ. Kéo kéo, mày hay quá. Mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát đâu kiểu. Mày có khùng không? Mở lại. Tao hỏi mày có khùng không? Dạ không. Tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm, kêu mày làm à. Ai biết đâu xem ở đợi em lâu nhà để em quen. Im.
Tụi bay. Dạ. Làm. Dạ. Thôi. Quý kéo kéo. Cùng mày. Tụi bay điên à. Tụi bay giỡn mặt với tao à. Thu tiền. Dạ. 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 Em không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Mọi người ơi. Không có tiền mà. Tiền. Trời ơi. Không có tiền. Bên đây cũng không có luôn. Nói chung, bây giờ không có tiền cũng không sao. Vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây. Trời ơi, trời ơi, tòa hả? Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tụi bay, dạ. Dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao? Tại sao vậy hả chú ôn chú ngục? Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò bà bây giờ. Trời ơi. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ. Bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Xin mời bị cáo thứ nhất, bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Matadu. Là cái gì? Buông tôi ra. Chờ má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À, trời cối. Cái gì? Bà nói gì á? Kệ trói. Phải công nhận cái trí tương tự bà phong phú ghê ha. Anh có khen. Là tiền tôi đâu? Tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi, em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Anh ăn em hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Tiền mà đâu? Tụi bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Oh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo hường bước ra. Hả? Dạ có hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán trang. Trang bán chiếu. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nó nghe có cầm thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao dạ. Nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh ơi. Anh ơi. Đi. Đất cái quần em thiệt luôn. Rồi ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi. Áo hường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi. Cô lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán râm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang, kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thời kỳ. Trời ơi. Hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo. Trời đất ơi em ơi.
em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nó không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á, đã xấu mà còn sao. Đã sida rồi xong phải máu. Đã sida rồi. Ủa em không sida vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho gà. Trời ơi, rồi tiền ăn đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu, em về uống thuốc giùm anh đi. Không, cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à, em giỡn mặt với anh à. Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy râm của em. Không được lấy râm của em. Trời ơi, đừng trả râm đi người ta. Trả râm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau râm. Ở đâu có rau râm thì ở đó có chân. Trời ơi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn, cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô ra đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời, nó nghe nè, nó nghe. Dạ. Hết chuyện vô chợ này bán răng hô, ai mua cha? Minh dữ. Sáu âm chì địa ngục, sáu lục đục gia can, sáu tiêu tan lịch sử, sáu không kiên cử ngày giờ, sáu bơ phờ thành thị, sáu miệt thị lăng hôn, sáu bị thôi. Dữ ơi, để sức lát thi em nha. Rồi quá trang luôn, quá trang đi. Nói nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh. Trời, em bán chợ bên kia mà em không chịu bên đó, em qua đây một hồi anh thu tiền em luôn đó. Dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại kẹo kéo nhảy. Quay. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Trời ơi. Ấy dạ. Nhào lộn đã về. Tấu hề bước lên. Chào em. Dạ chào em anh. Em là. Dạ khoan. Dạ anh nói cái ta hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ em thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu mọi người. Em tên là anh Thơ Khùng. À, Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán khung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền, em chỉ có chiếc cung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ tình. Tình ở đây không phải là chợ tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha tình mẹ tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn, ông bà ta có câu thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chín suối. Thôi kìa. Thôi. Đại ca. Giao Khùng. Thơ Khùng. Hùng đi. Em khùng với em rất là khó, phải có nhạc em mới hùng nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi, cái ghê quá. Nói nghe Thơ Khùng. Dạ. Nói phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy? Dạ bún mắm đó anh. Anh ăn gì mà hôi vậy? À bún đậu mắm tôm. Thôi, ghê quá ha. Thôi được rồi, đi về đi. Tụi bay trả khung thờ cho nó. Dạ, trả khung thờ cho nó. Dạ trả khung thờ cho em. Dạ em đi về. Ấy khùng mới khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ khôn gì anh? À tiền anh đâu? Dạ em quên. Nhạc cho vô cái coi. Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Nó không có tiền rồi tao quay. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa hupa. Dạ em tên Thanh. À
Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh, à vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè, Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán Khung Thanh. Vô, 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 vô. À lê, à lê, à lê. Vô, vô, vô. Em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao? Tại sao em bán Khung Thành ở chợ? Rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa sao em nói cha truyền con nối mà? Dạ tại vì cha truyền con nối. Em muốn nối gì em nối à? Ủa rồi mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À, khung gì? Dạ khung cưỡi á. Lúc mẹ em bán mẹ em rao sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rao đi. Em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ em rao là như vậy. Kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra. Mày mà kêu la chị tạc lăng axit. Nóng quá. Yeah, yeah. Thanh khùng. Thơ khùng. Duyên dáng vô cùng. À, nó nghe nè hai con khùng. Khùng mà biết chăn mùng chải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok, khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Điên quá trời ơi. Em ơi em điên quá. Anh nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền đi. Á. Mày khùng. Anh khùng. Mày cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá tao khôn, không giờ tao nói tao giấu hả tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người, tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao? Tôi hỏi mọi người ở đây. Tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi, bây giờ bữa nay ai thiếu hay không đủ, hốt hết đồ cho tao. Khoan. Anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ có gì làm thì làm. Đây. Mày có nói. Em anh. Ủa em anh hả? Lộn. Lộn. Dạ đây. Rồi nha. Đồ đặt qua đây. Đây, đâu còn được cái bánh cái này, cái bự lắm, đừng có lấy. Thôi đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là nói nghe mấy đứa dạ che mặt chỗ này xanh diễn dạ. Rồi, lại anh náo lên. Kể từ ngày hôm nay tại khu đất này tao sẽ là người cầm trích. Cầm trích. Ủa là sao? Là sao? Trời sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm à giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À cầm à cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. Chứ cầm đây cầm mà cái à, em biết rồi nè. Em biết rồi. À cầm độn. À cầm độn là mày độn á. Cầm gì? Cái cầm đó người ta nói cái cầm. Cái cầm gì? Cầm thú. À cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây, á à, cầm ở đây là cầm đồ. Đồ cầm đồ là ông á. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà rớt trong đây là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi, nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có game show đó. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi mà ta vô được chung kết á. Dạ. Người ta giải nhất á. Dạ. Thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Xin mời quán quân mùa 2. Xin kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua.
Dạ đang thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ ôi hạng ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không, không mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ồ, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không, sự thật. Mùa 2 đi vô. Đi vô đây được rồi. Ủa không chào bằng miệng luôn à? Quần chúng đi vô. 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 Chạy muốn bỏ vét luôn. Trời ơi. Trời ơi. Giỡn gì đó đủ rồi. Tụi bay. Dạ. Làm gì vậy cha? Bỏ xuống. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu. Anh Thắng, để em đến vậy. Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có anh tiền, đó, không có cái tiền. Cái chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán nãy giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này này, anh ép vừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ép vừa thôi chứ. Đâu kìa vừa thôi. Bây giờ nói tụi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ác cho mọi người coi. Đè quay. Lên. Đè. 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 Dừng lại. Mày vừa phải thôi nha. Tức nước dở bờ nghe chưa. Bà con tiểu thương có chống hành võ môn trận. Dạ tiếng anh em lập trận. Lập trận đồ. Lập trận. Xả tiền. Giao cải xả tiền. Giỏi chết đi. Thủ rồi. Bộ bay. Dạ. Gặp trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chọi tiếp. Con quỷ phải đây. Chết đi. Báo cáo thơ khùng nguyên soái. Bên địch đang có xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida nữ tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Ôi. Vô lịch Sida nữ tướng. Có lắm. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Không sợ. Lên. Sao vậy? Đau quá. Đồ. Trời đâu? Trời đâu? Lại. Cố lên. Khoan đã. Tui quá. Hả? Tình hình sao rồi? Bên địch đang thắng thủ, chúng ta dùng tiền chiêu cuối đi Liên Quân. Được rồi, tiền chiêu cuối. Chị ngã, em đè. Chọi cho nó sắp mặt luôn. Trời ơi. Trời ơi. Tụi mày đi chưa? Chết đi. Chết đi. Chết đi. Mày chết đi. Đồ ác độc. Đồ ác độc. Đủ rồi. Tại sao tất cả mọi người lúc nào cũng kêu tôi ác? Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó. Lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa. Lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền kia mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán. Bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng một cắt nào không? Thời gian gần đây
Tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó, đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắt nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tôi làm sao? Không hề, không hề. Phải, người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? Người em thì nói người anh mình ghi đê. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tên cùng. Tao ghi đề hồi nào mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Khốn nạn. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đồ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy? Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ đổ luôn hả? Trời ơi, anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi, ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy, rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình. Chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ tình. Đúng rồi anh ơi, chợ tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ai khoan đi, khoan đi. Ủa dạ, thơ khùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng không làm gì em làm anh. Trời, mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Yeah, bà con. Dạ, bà con. Dạ, bà nha. Và đây là tiết mục chợ tình của thí sinh Lâm Thắng. Em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết. Không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Ừ. Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra. Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười rồi ông chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Dạ. Trời ơi. Anh nhìn lại cái thế này thấy Lâm Thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn mà học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à, cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết, em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm Thắng ơi, em đã lời rồi. Em lời là nó trao huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi, em chụp hình ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục thì chị không có nghĩ em thi. Tất cả khán giả là gì mà tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt, kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được. Tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh, tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia. Chứ nếu mà một mình làm cũng không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên. Anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái sản phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thế nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn là chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Cho nên anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên ạ. Chị Khánh Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng. Nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như ngồi đây nè. Mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là
càng ngày càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệp Hương nói đó, là không phải tâm lý thi nữa, sự nhẹ nhàng, và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm, anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai vai ác, mọi người bên Lâm nó đóng vai hiền, mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền, tại tuổi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này, và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ, và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người, anh hòa trộn vào trong đó mỗi người một tính cách, nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lập. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Mời tới, nghe đâu ăn tới, mời tới luôn, mời tới luôn, anh đau bụng ghê, mời tới luôn, ngon lành, ngon lành, mời tới là ngon nha. Hôm nay tụi con thật sự rất là may mắn, bởi vì tụi con tới đây ăn nhậu cũng là đồng thời điểm đó là đám giỗ của ba chú luôn, thấy không? Mà bán tới trưa thôi nghỉ rồi, bán sẵn bán bữa tráng, thấy không? Rồi uống rượu gì không? Không, không uống rượu, ăn thôi. Ủa tao quán đến nhậu uống rượu chứ sao ăn không? Không lẽ tao bán mồi không? Rượu của anh dở lắm, rượu của ba anh ngon hơn. Đó rượu xưa rồi, bây giờ công thức mới, ta nó ngon lắm, thiệt. Không uống luôn hả? Ủa, có gì đâu cọc. Nhưng mà đi đâu cọc, uống. Ủa, về. Gì đâu quạo. Ờ, về. Về, về, gì đâu quạo. Ờ, gì đâu quạo, ờ, về quạo. Ờ, xin lỗi, gì đâu quạo. Về luôn đi, ngó ngó gì nữa. Về luôn đi. Đi ra nhóm kia về đi. Đi chung mà. Gì đâu quạo. Không trả tiền luôn. Dạ, quá trang luôn, quá trang. Nay dỗ ba mà, dỗ ba mà có một mình, không có ai cả, khách khứa cũng không có ai, thiệt là buồn. Bởi vậy cảm xúc dâng trào, buồn quá. Gió ai dâng tràn chua cây đầy lá du ca buồn, làm ta vương với nỗi đau, với trái tim ta thật khuya. Long, Long đâu? Ba, ba hát câu cuối ra y chang luôn vậy. Phải không con? Ủa, chú sao? Ba, bữa nay kỵ cơm của ba con đúng không? Dạ đúng rồi. Ba cúng liền. Cúng nhớ, liền. Nhớ ngày mất mà. Ủa, ngày trước đâu có tay, đâu có rung dữ vậy? Hồi xưa uống rượu ba bay không có rung tay. Rồi sao? Từ lúc uống rượu mày xong rồi tay tao rung luôn rồi đó. Mày ba kiểu gì? Mày nhiều khi cái chưa đúng công thức thôi. Nhưng mà đây là rượu mới. Cái rượu mới thử một miếng không? Không. Sao vậy? Tao bỏ rượu rồi. Thôi uống thử đi. Trời ơi, bỏ rồi. Ngon lắm thiệt. Đâu có gì đâu nè. Không? Thiệt. Hơi bị hấp dẫn luôn đó. Nè đó. Cầm gì uống đâu có sao đấy chưa? Đúng rồi. Im liền. Đúng rồi. Uống đi chú. Không uống được luôn á, thề luôn. Rượu để uống chứ không phải rượu để cúng địa vô nha. Cúng địa phải uống liền cho mừng liền á chứ. Rồi, kẹp dính nha. Rồi, uống đi, đó nó bình thường. Rồi sao tao uống? Tay kia sao không cầm? Tao thuận tay này. Để tay không thuận cũng được mà. Không được. Được. Không có quen uống vậy đâu. Đó bình thường. Không ngon á thiệt á, phải qua tay này. Khỏi, khỏi uống. Khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Khổ quá, uống rượu mà khổ quá. Ngồi chơi, ngồi chơi được. Ngồi, ngồi chơi nè. Ngồi chơi. Rồi có gì cho ta ăn không? Món hơi bị ngon. Đám giỗ mà. Có liền chứ. Có không? Gỏi. Tuyệt. Mê mê gỏi lắm. À. Gỏi gì hả? Gỏi tôm thịt. Trời ơi, gỏi tôm thịt hả? Tôm thịt. Ừ, trời ơi. Hơi bị ngon nha, hơi bị ngon. Trời ơi, quá ngon luôn. Ăn đi, ăn đi, để kiếm cái muỗng ra. Trời ơi. Còn có cái muỗng không? Không. Bây giờ sao ăn? Thôi. Cái gì vậy? Gỏi trộn rồi, chú trộn chi nữa? Nó có. Bây giờ nó vậy rồi sao ăn? Thua vô.
đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay nè, hay nè, hay nè. Ồ, ồ, hay quá, hay quá. Hay quá. Rồi. Giờ không có muỗng rồi, kiếm muỗng ra rồi. Bây giờ sao ăn ta? Phải có cách nào đó ăn mới được. Đó đó. Lấy cái máy chèo đi. Có rồi. Này nè. Ngon, ngon nha. Ngon xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn nha. Ừ, ngon quá trời ngon luôn. Ê, hỏi thiệt nha. Chuyện gì chú? Thằng Út đâu? Hả? À, Út bỏ đi sao? Ngày kỳ cơm ngộ, ba nó không về hả? Đó ngộ lắm chú ơi, mỗi lần nó về là kiếm chuyện với con à. Kiếm chuyện lâu lâu nó về vậy đó. Mà thôi kệ đi chú ơi. Mày anh lớn rồi mày phải dạy nó chứ. Anh lớn để... lớn chứ đâu phải tùy chuyện chứ chú hiểu không? Ba mày mất vậy rồi để anh em bởi vậy ba mày buồn đó. Ai mà biết được. Kệ do chuyên duyên rồi, là duyên trời định đi chú ơi. Đâu anh em mà. Ừ. Thì tao chỉ nói vậy thôi. Ừ. Đó để đó. Vậy nó mát hơn không? Mát hơn rất nhiều luôn á. Đỡ phải mỏi cái tay ra chú ha. Thì tao chú mày, mày để tao quát quạt cái mày gì hả? Chú ơi thông cảm, tại cái da tóc của chú bên đây nó mạnh hơn hiểu không? Tóc gì? Đưa ngoài chơi, ngoài chơi đi. Dạ nè. Cái quán con giờ này làm ăn thấy ế ẩm quá, bây giờ có cách gì không để làm cho cái quán mày nó nổi tiếng lại, để người ta vô đông đúc trở lại như xưa. Ai đâu mà cái quán mà để ế ẩm gì á? Ủa tại sao quán con ế vậy chú? Tao không biết. Thì vậy ta. Tao mà giúp mày được gì tao giúp liền á. Giúp được không? Được. Nói luôn. Ngồi cái chơi. Đây hả? Ngồi cái chơi. Ngồi chơi đây hả? Mà cái mặt phải vui vui. Vui à? Nhìn xa xa. Xa xa. Vui vui. Vui. Giơ cái cán lên. Rồi. Không này đuổi khách chú ơi. Tiến tới đi. Tiến tới hả? Đó. Y chang con mèo thôi. Y chang con mèo tài lộc hả? Ít nhất phải như vậy chú không? Ừ hay á. Ừ. Con khách. Con cái tay này liền. Con lại liền. Cái gì vậy? Con á. Ông giấu gì chú Sáu? Mấy nay buôn bán xương gió cuộc đời quá. Mỏi lưng. Kìm chú Sáu đấm lưng không ạ? Ê. Đỡ quá. Được không? Lên xíu. Đó. Ai vậy? Tao lớn tuổi mà bắt tao đấm lưng cho mày hả? Em nói thiệt với anh nha, em mà có tiền á, em không bao giờ mua nhà, mua cửa đâu. Em mua chú Sáu. Chị vậy hả? Chị massage con thôi. Ê. Chị hả? Đỡ cái tay này còn hơn máy massage nữa. À hay không? Tối tối này nắm sướng ta. Ừ vậy đó hả? Mua giấy số. Mua giấy số rồi. Giấy số. Ôi hụt hoài này. Hụt gì? Không có trúng nữa. Chán sao đâu thì từ từ trốn. Nhưng mà trước mắt cho mượn giò cái coi. Giò hả? Ê, tao đang hên á. Để tao giò cho. Giò cho đợi, đợi xíu rồi mở vô cái trang giò nè. Ôi, ngày mấy vậy? Ngày 24 tháng 8 á. Cái này mới ngày 22 à. Rồi. Quẹt. Gì vậy? Không ăn từ từ. Rồi. Khoan. Nó qua tới 4-5 năm luôn vậy. Đó rồi. Bây giờ sao? Quẹt về năm mình đi chứ trời. Tua lại, sao tôi sẽ coi. Trời ơi, trời nó trở về quá khứ luôn rồi. Đi, cầm. Đó, đi. Đang số. Rồi cái số đi. Rồi giò sao? Giò sao? Rồi phải nó xé bỏ đi trúng số nhưng mà cực khổ quá. Rồi cái giò. Trời nó trúng 100 ngàn. Chà. Ủa. Giò sao? Trời ơi, chú thiếu 100 nữa nghe. 100 đi. Chán quá trời. Sợ à. Thôi kệ. Mua trúng giá khác nha. Thôi uống rượu đi, tới đây dỗ hoài uống rượu chơi. Rượu gì rượu? Rượu của ba anh ngon hơn. Rượu của anh giờ pha dở quá à. Mày công thức mới không đó? Mới không? Mới đàng hoàng nha. Uống như phải xỉn nha. Uống phải trời rồi hơi bị xỉn nó bị ngon rồi. Ừ. Uống phải xỉn xỉn mới phê pha được. Uống đi phê pha luôn, thử coi. Trời ơi, xỉn liền luôn kìa. Trời ơi. Rượu thần kỳ. Trời ơi, rượu như thuốc phòng, uống vô xỉn liền luôn. Đó. Cái chén chút cá này. Ta bao cá chú cá buồn. Xuất sắc chưa? Tỉnh rồi. Ủa cái gì? Sao rượu gì? Rượu chán quá vậy? Thiếu còn. Trời. Uống cái khác, cái này ngon nè. Trời, rượu vô uống vô xỉn. Ngon lành đàng hoàng. Ừ. À. Ngon á, rượu ngon à. Ủa sao nó đàn ông vậy? Ok á. Rượu ngon, bảo khoan này cái gì à? Cái gì? Ủa sao giọng kỳ vậy? Uống rồi tôi thành đàn ông liền vậy? Ủa chứ sao? Ủa đàn ông có sao đâu? Đàn ông sao mà được? Sống được. Phải cái kiểu kia, người buôn bán nó dễ hơn. Này không được. Ủa, đàn ông không được hả? Ừ, đủ gì vậy? Đủ Dương Cường á. Ờ, trời ơi. Mày uống được. Đủ Dương Cường mà bán người ai mua? Ai mà biết đâu. Tin à. Dạ. Ngon á, ngon, 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 ngon. Thấy chưa, thấy chưa. Đủ vô đây liền, trở lại liền. Ủa, uống đủ của ai mà vừa vô liền vậy? Đủ Dương Lâm á, đủ Dương Lâm á. Ủa như... Ủa Dương Lâm hả? À? Ôi.
Ủa, trở lại liền đúng không? Nó nói thiệt, uống xong mới trở lại liền luôn. Nhiều khi muốn về live stream bán vé số luôn á. Mày điên. Bán vé số, tao đi tới đi lui, tao mua cho bán vé số live stream ai coi má. Tôi lỡ người ngoài Hà Nội mua sao? 4 ngày sau mới dò nha. Thôi, vậy à, nói cho chung. Thôi, bay xàm quá. Vậy qua cúng ổng ro thắp nhang đi. À, thắp nhang. Cúng gì vậy? À, đám giỗ. Đám giỗ. Ủa, cái hình mày đâu rồi? Đây nè, cho lên khung. À, rồi lên liền luôn ha. Rồi. Thôi coi lại đi nha. Sao vậy chú? Phải mốt đổi khung mới chứ ba mày có bộ trực khung lắm rồi đó nha. Đâu sao đâu, mốt đồng đồng xíu chú lên chung luôn mà. Mày điên. Thôi. Tại sao đâu mà. Thôi đốt nhang. Đốt nhang, đốt nhang chú ơi. Thắp nhang nhà ông quà chú. Ông đợi tôi chút đi. Xíu tôi thắp cho ông nấy nhang. Ừ. Nha. Nói nào ngay. Ông chết cũng năm trời. Không có rượu của ông. Tôi buồn lắm. Mày đốt cho nhanh lên để tao thắp nhang mày. Để. Sao ông đốt lại lẹ đi. Ông đợi chút xíu đi, mặt ông đừng có căng. Rồi mai quá. Thôi xá thôi. Xá thôi. Bạn dễ sao? Khó khăn quá thôi. Khó khăn quá. Rồi, chú hai. Tôi dỗ ông, thắp ông cây nhang. Ừ. Không có lửa gì ha. Thì con gán đi. Coi như là ông về phù hộ cho hai anh em tụi nó hòa thuận lại với nhau. Nha, chứ thấy anh em nó vậy thì tôi cũng buồn lắm. Ừ. Ha. Rồi. Vô mày thắp nhang đi. Rồi đi vô xá được rồi. Rồi, xá đi nói một tiếng dạ. Cũng được. Dạ chú hai. Không giấu gì chú, anh Long tội lắm. Trời vậy chứ nấu rượu giả ẹt à. Ê nha, chịu khó phù hộ cho anh Long. Pha rượu cho nó ngon như chú vậy đó nha. Được rồi. Vậy hả? Ừ. Thôi ba ơi, ngày hôm nay là coi như là vui ha. Ừ. Có mấy người này tới hề ha. Hề hề gì? Nói cái gì vậy? Tới góp vui, vui mà. Ba vui nhiều mà. Anh hai. Dạ. Mấy con chết trong nữa hả? Trời chú. Tao. Sao tao chú mày, tao không nhìn mày. Không nói chú, nói thằng kia kìa. Nào. Ủa? Anh ơi, thằng Út lúc về nè. Tránh ra tôi giải quyết. Bắt tay cái chơi mày. Tôi giải quyết chuyện nhà tôi. Ủa gì vậy? Sao nó căng vậy? Long ơi, sao Út nó căng vậy con? À, chú à, con xin lỗi chú với em đây. Đây là chuyện gia đình của con. Chiều đem đồ ăn qua cho nha. Nha. Bây giờ con nói chuyện với nó xíu. Ừ. Thôi. Thôi anh em bữa nay là đám giỗ của ổng. Lựa lời nói nhau rồi dĩ hòa dĩ quý rồi. Về gây dựng cái sự nghiệp đó nha con. Dạ. Chú có về. Thôi em đi bán rồi nha, đi bán rồi nha. Lộ giờ sao anh ơi? Mày về đây làm cái gì? Dỗ ba. Tôi về thắp cho ba nấy nhang không được hả? Có phải là thắp nhang hay không? Hay là mày về đây, mày lúc nào cũng hỏi tao là bí kíp nấu rượu của ba. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi. Ba mất đi không có để lại bí kíp nấu rượu nào hết. Anh tưởng tôi thằng ngu hả anh hai? Đúng, tôi là thằng ngu, tôi mới bỏ cái nhà này ra đi. Để cho anh ở cái nhà này, anh hưởng tất cả những gì ba để lại cho anh, kể cả bí kíp nấu rượu ngon nhất. Còn ba nữa, tôi cũng là con của ba mà ba. Sao ba không thương tôi? Tôi hứa với ba, trong ngày hôm nay tôi phải có bí kíp nấu rượu. Đánh ra! Ba! Chắc chắn biết kiếp nấu rượu nằm trong đây. Còn lá thư anh đưa tôi mật mã nằm trong đó đó. Từ từ, đưa đây tôi đọc. Mấy từ từ, anh đọc coi. À, như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 23 23 rồi cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra. Cá không ăn muối cá ương, con cài cha mẹ trăm đường con hư. 34 rồi cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, con mấy gì ra. Anh em trên kinh vui nhường, anh em trên kinh vui nhường,
Cả nhà hòa thuận, mỗi đường yên vui, mỗi đường yên vui, anh em như thể tay chân rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Anh em như thả nước đầy, gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. 40 sao, 40 sao rồi cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, con mấy gì ra. Anh em thật thấm là hiền, chớ điều trên lệch. Mở được rồi nè anh hai. Tại sao hồi